Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 1. Thiên Ma Phong đài cao, một vị hắc bào nam tử chính nín thở ngồi ngay ngắn ở phía trên. Trên không trung, mặt trời cùng mặt trăng cùng chiếu rọi, ấm áp ánh sáng mặt trời cùng âm lãnh ánh trăng đồng thời vẩy hướng khắp nơi. Nam tử thật sâu hít một hơi, hai tay hướng lên trời, hai đạo quang mang trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, đồng thời hướng hắn bắn tới, dung nhập hắn đôi trong lòng bàn tay, toàn bộ bầu trời cũng thoáng cái ảm đạm xuống. Chỉ một thoáng, gió nổi bão tới, phát ra thê lương tiếng gào thét, giống như ngàn vạn ác quỷ đang gào gọi. Nam tử tóc dài phiêu giật nghênh phong bay lên, lộ ra một trương tà dị khuôn mặt. Theo trên bầu trời hai đạo quang mang bị hút nhập thể nội, mặt trời cùng mặt trăng ánh sáng dần dần trở nên càng ngày càng ảm đạm, nam tử khí thế lại là càng ngày càng cường thịnh, quanh thân bắt đầu toát ra màu đen khí thể. Cảm thụ lấy thấu xương gió lạnh tại gương mặt xẹt qua, nồng đậm hắc khí đã đem cả người hắn bao phủ đi vào, nam tử thở dài ra một hơi, lộ ra tà dị tiếu dung. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn phát ra, Thiên Ma Phong bốn phía bốn ngọn núi đột nhiên nổ tung lên, Thiên Ma Phong cũng càng không ngừng đang run rẩy. Chính đang hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa nam tử bỗng nhiên mở ra hai mắt, hướng nơi xa nhìn lại. Đúng lúc này, tiếng xé gió vang, bảy đạo lưu quang chớp mắt là tới, rơi ở trước mặt hắn. Đợi ánh sáng tán đi, lộ ra bảy cái tản mát ra khí thế cường đại hình bóng. Mi đầu chưa phát giác lắc một cái. Nam tử nhìn về phía trước mặt bảy người, thâm trầm mà nói, các ngươi bảy cái không phải luôn luôn xem thường chúng ta ma đạo tu giả a, hôm nay đến ta Thiên Ma Phong làm gì? Hừ, ma hoàng Trác Nhất Phàm, chúng ta tới này mục đích chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Một vị lão giả râu bạc trắng vuốt vuốt chòm râu, một mặt bễ nghễ nhìn về phía hắn nói. Trong tâm cảm giác một chút, Trác Nhất Phàm cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, kiếm hoàng lão đầu, người ý tứ ta không hiểu. Hừ, người thiếu giả bộ hồ đồ, thức thời liền đem cửu u bí lục giao ra. Một vị đạo cô tiến lên trước một bước, vênh mặt hất hàm sai khiến địa quát to. Nghe được lời này, Trác Nhất Phàm không khống chế được thất sắc. Hắn một tháng trước mới tìm được truyền thuyết bên trong cửu u ma đế động phủ. Trải qua cửu tử nhất sinh rốt cục được đến ghi chép hắn suốt đời tuyệt học cửu u bí lục, ngắn ngủi như vậy thời gian, bảy người này là như thế nào chiếm được tin tức này. Nghĩ tới đây, hắn tựa hồ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Triệu Thành, người đi ra cho ta, Trác Nhất Phàm quát to. Lời nói rơi xuống, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên tại không động sơn trong rừng vang lên. Ngay sau đó, một vị thân mang áo trắng anh tuấn thiếu niên theo bảy người sau lưng đi ra, nhìn về phía Trác Nhất Phàm hơi hơi thi lễ, cười nói, ha ha ha. Sư phụ, ngài tìm ta sao? Đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm trương này dối trá khuôn mặt, Trác Nhất Phàm thản nhiên nói, ta được đến cửu u bí lục sự tình, là ngươi tiết lộ cho bọn hắn. Vâng, Triệu Thành gật gật đầu, mỉm cười nói. Vậy ta bố trí xuống hộ sơn đại trận, cũng là ngươi mở ra. Vâng, Triệu Thành lần nữa gật đầu. Vì cái gì, lão tử đối ngươi không tệ đi. Trác Nhất Phàm song quyền chăm chú nắm lại, trong mắt sát ý cũng càng ngày càng thịnh. Hắn mặc dù là ma đạo tu giả, nhưng bình thường cũng không phải là lạm sát người, chính là thẳng thắn mà làm thôi. Nếu không, sớm đã bị những biện hộ đó người trừ chi cho thống khoái. Riêng là đối cái này Triệu Thành, hắn vốn là cô nhi, Trác Nhất Phàm nhìn hắn tư chất không tệ. Mới thu hắn làm đồ. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị hắn bán. Cảm nhận được Trác Nhất Phàm trên thân sát khí càng ngày càng đậm hơn, Triệu Thành trên mặt tuy nhiên vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng là dưới chân lại là không tự giác hướng sau chuyển hai bước, đi vào bảy bên người thân. Sư phụ, ngài đợi ta ân trọng như sơn, Triệu Thành tự nhiên minh bạch. Nhưng là ngài không nên chiếm lấy tám hoàng vị tử, để cho ta vĩnh viễn sống ở ngài bóng mở phía dưới. Lại càng không nên được đến cửu u bí lục về sau, độc tự tu luyện, phòng ta như để phòng cướp đồng dạng, liền nhìn một chút cũng không cho ta nhìn. Nghe được lời này, Trác Nhất Phàm không khống chế được trong lòng đau xót. Triệu Thành hắn làm sao biết, Trác Nhất Phàm làm như thế, là sợ hắn tu vi không đủ, tùy tiện lĩnh hội cửu u bí lục hội tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới muốn hiểu thấu đáo về sau lại truyền thụ cho hắn. Không nghĩ tới ngắn ngủi một tháng. Lại là bại lộ hắn lòng lang dạ thú. Ha ha ha, tốt, nói tốt, Triệu Thành,
người thật đúng là lão tử hảo đồ đệ a. Trác Nhất Phàm ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng phẫn nộ đã là thăng tới cực điểm, đã như vậy, vi sư liền để ngươi nếm thử cửu u bí lục tư vị đi. Trác Nhất Phàm, có chúng ta 7 người ở đây, còn chưa tới phiên ngươi như thế làm càn. Lão giả râu bạc trắng tiến lên ngăn ở Triệu Thành trước mặt, quát to. Hừ, lão tử nhưng là thánh vực công nhận 8 hoàng đứng đầu. Thì coi như các ngươi thất hoàng cùng tiến lên, lão tử cũng không để vào mắt. Vừa dứt lời, Trác Nhất Phàm nhất trưởng hướng Triệu Thành đánh tới. Trong chốc lát, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái màu đen thủ chảo, nhất chảo vồ xuống. Trong mắt hơi hơi co rụt lại, Triệu Thành đã dọa đến sắc mặt thảm bại, vội vã lui lại. Lão giả râu bạc trắng đỉnh lấy cái kia màu đen thủ chảo uy áp mạnh mẽ, đột nhiên xuất kiếm. Chỉ một thoáng, một nói ánh kiếm màu trắng xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt đem cái kia hắc chảo chém thành hư vô. Hừ, cửu u bí lục, không gì hơn cái này. Lão giả râu bạc trắng nghênh phong chú kiếm mà đứng, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thấy tình cảnh này, Trác Nhất Phàm tà dị cười một tiếng, song trưởng đều xuất hiện, kiếm hoàng lão đầu, đừng quá tự đại. Oanh! Một tiếng vang thật lớn sau đó, giống như vạn lôi bôn đằng bàn, giữa trời mây đột nhiên xuất hiện mấy ngàn con màu đen trưởng ấn, cùng nhau hướng 7 người áp qua đến. Mỗi một cái trưởng ấn lớn nhỏ đều là lúc trước cái kia hắc chảo gấp 3 trở lên, uy thế càng là làm cho trong mắt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn đã đột phá đến thánh giai sao? Kiếm hoàng nhìn thấy toàn bộ bầu trời đều bị cái kia vết đen che lại, nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn người còn lại gặp, cũng tất cả đều sợ vỡ mật rung động. Thánh giai cao thủ, căn bản không phải bọn họ thất hoàng liên thủ thì nhưng đối phó tồn tại. Triệu Thành còn càng là sắc mặt như cho tàn, trong lòng sớm đã hối hận muốn chết. Ai có thể nghĩ tới, chính là tu luyện cửu u bí lục một tháng nhiều Trác Nhất Phàm, lại nhưng đã mạnh đến loại trình độ này. Hừ, đáng chết phản đồ, đây chính là ngươi hạ tràng. Trác Nhất Phàm nhìn lấy thất kinh Triệu Thành, cười lạnh liên tục. Bạch! Đột nhiên, một đạo bạch quang theo trên mây rơi xuống, đi qua tầng tầng vết đen, trong nháy mắt đi vào Trác Nhất Phàm trước mặt. Còn chưa có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã là bị đạo tia sáng này xuyên qua thân thể. Phốc! Một ngụm tinh hồng máu tươi phun ra, trên bầu trời mấy ngàn vết đen nhất thời hóa thành cuồn cuộn hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Trác Nhất Phàm nâng lên tái nhợt hai gò má nhìn lên trên không, chỉ thấy nơi này đang đứng một người trung niên, phía sau hắn hiện ra thánh khiết ánh sáng. Thánh giả, Trác Nhất Phàm không cam lòng khẽ cắn môi, lẩm bẩm nói. Trong lòng đã đoán được đến người ý đồ. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, bản thánh người đại biểu thánh vực thu hồi ma đế di vật. Chỉ cần ngươi giao ra, bản thánh tha chết cho ngươi. Nhìn xuống phía dưới mọi người, trung niên nhân kia trong mắt lại dường như không có vật gì. Nếu không phải Trác Nhất Phàm trên người có cửu u bí lục lời nói, hắn có lẽ liền liếc hắn một cái đều chẳng muốn nhìn. Đây cũng là thánh vực mạnh nhất thánh giả, cho dù là như hoàng giai cao thủ cường giả như vậy. Trong mắt bọn hắn cũng như con kiến hôi đồng dạng. Thê thảm cười cười, Trác Nhất Phàm từ trong ngực móc ra một khối hiện ra ánh sáng ngọc giản đi ra. Mà vừa nhìn thấy khối ngọc này giản, trong mắt mọi người đều thả ra dị dạng hào quang, cho dù là cái kia thánh giả cũng không ngoại lệ. Khinh bỉ quét về phía ở hiện trường mọi người, Trác Nhất Phàm cười nhạo nói, cái gì biện sĩ, cái gì thánh giả, còn không phải thấy hơi tiền nổi máu tham gian tà tiểu nhân. Ngày hôm nay lão tử liền xem như hủy cái này cửu u bí lục, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào được đến. Vừa mới nói xong, Trác Nhất Phàm quanh thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ khí tức khủng bố. Hỏng bét, hắn muốn tự bạo. Kiếm hoàng trong mắt co rụt lại, vội vã hướng ra phía ngoài bay đi, còn lại người nghe cũng là vội vàng đuổi theo. Chỉ có cái kia thánh giả, trong mắt tản mát ra kinh khủng cùng phẫn nộ thần quang. Hướng về Trác Nhất Phàm phương hướng thẳng tiến lên, dừng tay. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, Trác Nhất Phàm tại thánh giả đi vào trước mặt lúc, bỗng nhiên dùng lực, đem ngọc giản kia tan thành phấn vụn. Nhìn lấy thánh giả nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Trác Nhất Phàm lại phát ra nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa tiếng cười. Oanh! Nương theo lấy cười to, Trác Nhất Phàm nổ tung, mãnh liệt trùng kích, đem chọn cái thiên ma phong san thành bình địa. Đợi khói lửa tán đi. Chỉ có cái kia thánh giả bộ mặt tức giận địa theo trong cho bụi đi ra,
áo quần hắn cũng chỉ là nứt mấy cái lỗ hổng thôi. Thánh giả cũng là thánh giả, tại mãnh liệt như thế tự bạo bên trong, cư nhiên còn có thể bình yên vô sự. Kiếm hoàng đi vào thánh giả trước mặt, thật sâu cúi đầu tán thán nói. Hừ lạnh một tiếng, thánh giả không để ý tới hắn, quay người muốn đi. Đúng lúc này, Triệu Thành đuổi bước lên phía trước cản lại nói, thánh giả dừng bước, ma hoàng Trác Nhất Phàm quỷ kế đa đoan. Nếu là hắn đoạt xá người khác, trong thiên hạ chỉ có hắn biết cửu u bí lục nội dung, ngày sau tất nhiên muốn tìm chúng ta báo thù. Hừ, cái kia tự bạo là liền linh hồn cùng một chỗ tự bạo, lấy cái gì đoạt xá. Phất phất ống tay áo, cái kia thánh giả trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Nghe đến hắn lời nói, mọi người cũng cuối cùng yên lòng. Có thánh giả ở hiện trường, hoàng giai cao thủ muốn dựa vào tự bạo đến để linh hồn đào thoát, nhưng là vạn vạn làm không được, chính là đáng tiếc cái kia thượng cổ ma đế truyền xuống cửu u bí lục. Quay đầu nhìn về phía thiên ma phong phế tích, trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần, có may mắn, có thương tiếc, càng nhiều lại là tiếc nuối. Đêm như mực ảm đạm, trăng sáng bị âm nặng mây đen che lấp, lộ không ra mảy may hào quang. Khu rừng yên tĩnh bên trong chất đầy thi thể, một mảnh sau khi chiến đấu hình dạng. Không trung khắp nơi đều tràn ngập tanh hôi mùi máu tươi, dẫn tới bốn phía dã thú kết bè kết đội địa đến đây gặm ăn. Ngô ngô ngô. Bỗng nhiên, nương theo lấy bầy thú nhấm nuốt âm thanh, đầy đất thi hài bên trong phát ra một tiếng thiếu niên rên rỉ. Không nhịn được động động nhạy bén lỗ tai, bầy thú không hẹn mà cùng hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, dần dần tới gần. Ầm. Một tiếng vang thật lớn phát ra, hai bộ thi thể bị đẩy lên hai bên, một bóng người theo trong đống xác chết ngồi dậy, trên thân tràn đầy vết máu. Bầy thú không khống chế được cùng nhau giật mình, vội vàng hướng lui lại hai bước, đợi nhìn thấy người kia là một vật sống lúc, lại lộ ra khát máu ánh mắt, chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Nhưng, thiếu niên kia lại dường như hoàn toàn không có phát hiện bên người nguy hiểm giống như, chính là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Đây là, hiện tại ta, thiếu niên giơ hai tay lên nhìn xem, trong mắt dường như che một tầng mông lung màu sắc. Giống. Đột nhiên, một tiếng giống to vang lên, một cái sói hoang bỗng nhiên hướng thiếu niên đánh tới. Trong tai nghe đến cái này âm thanh động tĩnh, thiếu niên bỗng nhiên quay đầu, lộ ra mặt mũi tràn đầy máu tươi dữ tợn sắc mặt, riêng là hắn trong đôi mắt sát ý, thế mà giống như hai đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn thẳng đến sói hoang song đồng. Bạch, chính tại đánh ra trước sói hoang đột nhiên dừng thân, chưa phát giác run run, co rúm lại lấy lui về phía sau. Còn lại dã thú cũng là hơi kinh hãi, nhìn chằm chằm cái kia giống như ác ma bàn song đồng, thức thời lùi lại. Mặc dù không sai thiếu niên này hết sức yếu ớt, nhưng là dã thú bản năng lại nói cho bọn chúng biết, người này tương đối nguy hiểm. Bên tai lần nữa rõ ràng yên tĩnh, thiếu niên hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt. Thiếu niên tên là Trác Phàm, 15 tuổi, là Quy Vân Sơn Trang lạc ra một tên người làm. Vốn là trải qua không buồn không lo sinh hoạt, nhưng là ba ngày trước Hắc Phong Sơn một đám sơn tặc lại là huyết tẩy Sơn Trang. Hắn cùng bọn hộ vệ hộ tống thiếu gia tiểu thư một đường đào vong, cuối cùng hắn cũng bị giết chết tại trong cánh rừng rậm này. Nhưng là, hắn trước khi chết lại mang theo một cỗ chấp niệm. Cũng là cái này cỗ chấp niệm. Bị phiêu đáng trên thế gian ma hoàng Trác Nhất Phàm oán niệm kết hợp, mới khiến cho ma hoàng đoạt xá thành công. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm mở hai mắt ra, lộ ra tà dị tiếu dung. Ha ha ha, kiếm hoàng, Triệu Thành, các ngươi tuyệt sẽ không nghĩ tới, cửu u bí lục bên trong cư nhiên ghi lại không cần linh hồn liền có thể đoạt xá phương pháp. Các ngươi chờ đó cho ta, chờ lão tử lại về thánh vực, thì là các ngươi đầu một nơi thân một nẻo thời điểm. Trong u ám rừng rậm, vang lên Trác Phàm thê lương cười to. Chính tại gặm ăn thi thể dã thú nghe đến, cũng bất giác cảm thấy run lên, vội vã rời đi. Khụ khụ khụ. Đột nhiên, một tiếng ho nhẹ vang lên, Trác Phàm tiếng cười im bặt mà dừng, hai mắt như chim ưng hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Cứu, cứu mạng. Nơi này truyền ra suy yếu tiếng cầu cứu, Trác Phàm vội vàng đi qua. Chỉ thấy một cái lạc gia hộ vệ nằm tại thi hài tầng dưới, khóe miệng ở giữa dính lấy một mảng lớn đỏ thẫm. Hừ, thế tục gia tộc sự tình, có quan hệ gì với ta? Con mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm lắc đầu, quay người rời đi. Nếu là lúc trước Trác Phàm,
nhất định phải cứu người Lạc Gia. Nhưng là bây giờ hắn là ma hoàng Trác Nhất Phàm, Lạc Gia trong mắt hắn chỉ là con kiến hôi mà thôi. Ai sẽ không có việc gì đi cứu con kiến hôi mệnh. Nhưng, còn chưa có đi hai bước, lại là đột nhiên dừng lại. Dường như nghĩ đến cái gì bàn, lập tức ngưng thần khoanh chân ngồi xuống, kiểm tra lên hiện tại cỗ thân thể này tới. Chờ một lúc, Trác Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu tử này đều đã 15 tuổi, cư nhiên còn chưa từng có tu luyện qua, còn duy trì tinh khiết chi thân. Tại đây mảng đế vũ đại lục ở bên trên, tuyệt đại bộ phận người đều muốn tu luyện, cho dù là trồng trọt nông dân, đều sẽ có trúc cơ một tầng hoặc tầng hai tu vi. Cho nên 15 tuổi trả xong quét sạch tu luyện qua người, thật là rất ít gặp. Mà cửu u bí lục bên trong ghi chép cao nhất công pháp, thiên ma đại hóa quyết, thích hợp người khác tu vi để bản thân sử dụng, sau cùng thôn thiên phệ địa, đạt tới thiên địa chỉ ở trong lòng chí cao cảnh giới. Cũng là cần còn tinh khiết hơn chi thân mới có thể luyện thành. Mà lại, bộ công pháp kia là cửu U Ma Đế xây thành đế cảnh về sau mới tìm hiểu ra đến, chính đang do dự phải trang tự phế tu vi lại tu luyện từ đầu lúc, lại gặp đến còn lại đế cảnh cao thủ liên hợp rảo sát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Năm đó cửu U Ma Đế là thượng cổ 10 đế bên trong mạnh nhất tam đế một trong, làm cho hắn suy nghĩ từ bỏ đế cảnh tu vi. Lại tu luyện từ đầu công pháp, thật không biết hiếu thắng đến loại tình trạng nào, có lẽ so thiên giai công pháp còn muốn càng mạnh. Cho nên Trác Nhất Phàm tại công pháp này vừa đến tay về sau, đã từng nghĩ đến tự phế tu vi. Nhưng là không đợi hắn làm như thế, Thất Hoàng cùng Triệu Thành liền đã ép lên môn. Hiện tại, có cái này chưa từng tu luyện qua tinh khiết chi thân, tu luyện hiệu quả nhất định cường hãn hơn. Nghĩ tới đây. Trác Phàm vội vàng đi vào cái kia tên hộ vệ trước người, đem bên cạnh hắn những thi thể này tất cả đều đẩy ra, đem hắn theo đống xác chết phía dưới cứu lên. Hư híp mắt nhìn lấy cái này đem hắn theo kề cận cái chết kéo trở về người, hộ vệ kia lộ ra một cái cảm kích nụ cười, Trác Phàm, thì ra là ngươi a, cảm ơn, ta trở về nhất định thật tốt báo đáp ngươi. Hắc hắc hắc, làm gì chờ trở về, hiện tại ngươi liền có thể báo đáp ta. Khóe miệng hơi vểnh lên. Trác Phàm lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy cái nụ cười này, hộ vệ kia không nhìn được sững sờ, cảm thấy không lý do địa sinh ra từng tia ý lạnh. Cùng là người Lạc Gia, cùng Trác Phàm cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Trác Phàm lộ ra âm hiểm như thế biểu lộ. Tựa như là một con sói, đang nhìn một con thỏ một dạng. Trác Phàm, người muốn làm gì? Hộ vệ cảnh giác nhìn lấy hắn đạo. Không có trả lời hắn lời nói, Trác Phàm chính là nở nụ cười ngó nhìn hắn thân thể, trong miệng lẩm bẩm nói, không tệ, tụ khí cảnh nhị trọng thực lực, là cái làm máy nguồn tài liệu tốt. Thiên ma đại hóa quyết cùng hắn công pháp khác biệt, hắn công pháp trúc cơ là hấp thu thiên địa linh khí, dần dần thối luyện thân thể của mình. Nhưng là thiên ma đại hóa quyết lại là muốn đoạt lấy tu vi của người khác, đến làm vì chính mình sau này tu luyện máy nguồn. Nhưng là... Một người bình thường như thế nào theo một cái người tu luyện trên thân chiếm lấy tu vi đâu? Vậy dĩ nhiên muốn hắn trọng thương, không thể động mới được. Trác Nhất Phàm lúc đó đối với bộ công pháp này do dự phải trang tự phế tu vi lúc, thực cũng tại lo lắng hắn có thể hay không gặp phải cơ hội như thế này, nếu như không gặp được lời nói, vậy hắn cả một đời đều muốn làm người bình thường. Đây chính là được trả bằng mất, tổn hao nghiêm trọng, tin tưởng năm đó cửu U Ma Đế cũng có dạng này cân nhắc. Nhưng là để hắn không nghĩ tới là, hắn vừa mới đoạt xá thành công, thượng thiên liền ban cho hắn lần tập luyện này công cơ hội tốt, vậy thì thật là có thể gặp mà không thể được a. Nhìn lấy Trác Phàm giống như lưu manh gặp mỹ nữ bàn nhìn lấy chính mình ánh mắt, hộ vệ thấp thỏm trong lòng, khẽ cắn môi, quát to, ngươi. Ngươi không phải Trác Phàm. Hắc hắc hắc, nói đúng. Cười lạnh, Trác Phàm trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lão tử là thánh vực tám hoàng đứng đầu. Ma hoàng Trác Nhất Phàm. Phốc. Trác Phàm tại hộ vệ kinh khủng ánh mắt bên trong, nhất trưởng đánh vào hắn trên đỉnh đầu, bắt đầu vận chuyển công pháp. Chỉ một thoáng, từng đạo khí lưu màu đen theo trong tay hắn sinh ra, như cùng một con chỉ vặn vẹo tiểu trùng bàn chui vào hộ vệ thể nội. Mà loại hắc khí này vừa mới nhập thể, hộ vệ sắc mặt lập tức đại biến. Nguyên bản kinh khủng trong thần sắc nhiễm lên thống khổ vặn vẹo. Bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch gương mặt, lúc này cũng dần dần biến thành đen.
Không có không lâu sau, hộ vệ cả người đã toàn bộ hóa thành một đoàn than đen. Tại trong núi rừng tối om, không nhìn kỹ đều thấy không rõ bóng người hắn. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm khóe miệng hơi vểnh lên, trong mắt phóng xuất ra ít có vẻ hưng phấn. Thiên ma đại hóa quyết tuy là đem người khác tu vi hóa thành chính mình công lực, nhưng là người khác vất vả tu luyện nguyên lực lại có thể dễ dàng như thế đoạt đến. Coi như hút nhập thể nội, chỉ sợ cũng phải cùng tự thân bài xích. Riêng là làm sau này tu luyện cơ sở máy nguồn, càng là phải cẩn thận đối đãi. Cho nên Trác Phàm trước hết đem hắn nguyên lực ma hóa về sau, mới có thể triệt để hấp thu. Hít sâu một hơi, Trác Phàm bình phục lại tâm tình kích động, trong tay siết chặt, những cái kia khí lưu màu đen bắt đầu từ trên người hộ vệ chảy trở về hướng trong cơ thể hắn, mà cái kia tên hộ vệ màu đen thân thể cũng bắt đầu cấp tốc khô quắt lên. Nửa canh giờ về sau, Trác Phàm thu về bàn tay, khoanh chân trên mặt đất, vận công luyện hóa trong thân thể mới được nguyên lực. Hộ vệ thân thể thuận thế ngã trên mặt đất, đụng một tiếng ngã thành bột mịn. Giống như là chết ngàn năm cổ thi, đột nhiên từ dưới đất ngàn mét bị móc ra sau gặp phải không khí sói mòn một dạng, hoàn toàn biến thành một đống đất cát, phiêu tán trong không khí. Cửu U Ma Đế sáng tạo Thiên Ma Đại Hóa Quyết chẳng những có thể đoạt công lực vì ta tất cả, liền sinh mệnh người khác tinh hoa cũng giống vậy hội hút hầu như không còn. Cường đại khí lưu màu đen như hồng thủy lao nhanh bàn tại thể nội tán loạn. Trác Phàm vội vàng bình tĩnh lại tâm thần, vận chuyển công pháp, đem cỗ lực lượng này dẫn hướng hắn đều đại gân mạch, không ngừng cọ rửa gân mạch hàng rào, đem gân mạch dần dần mở rộng. Tụ khí cảnh cao thủ toàn bộ công lực thoáng cái rót vào hắn cái này chưa từng có tu luyện qua thân thể, loại kia như muốn đem gân mạch tê liệt đau đớn khiến cho hắn cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Nhưng là hắn y nguyên cố nén, bởi vì hắn biết, cường đại như vậy lực lượng quán đỉnh đều sẽ cho hắn đánh phía dưới bất luận cái gì người đều không cách nào so sánh vững chắc cơ sở. Có dạng này máy nguồn làm bảo hộ, hắn sau này tu luyện mới có thể làm ít công to. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, Trác Phàm một mực chết cắn răng, trên đầu mồ hôi như là thác nước chảy xuống. Lại qua ba canh giờ, Trác Phàm một mực cắn chặt hàm răng mới bắt đầu buông lỏng ra. Những màu đen đó khí lưu ở trong cơ thể hắn vận chuyển mấy trăm vòng sau về đến hắn trong đan điền, hóa thành một bãi màu đen hồ nước yên tĩnh ngốc tại đó, không còn có lúc trước cuồng bạo. Chậm rãi mở ra hai mắt, Trác Phàm thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí. Chân trời tầng mây đã phát ra hơi hơi bạch quang, những kinh đó qua một đêm ăn no nê lũ dã thú bắt đầu hướng sâu trong rừng đi đến. Hừng Đông A, ha ha ha. Nghĩ không ra luyện hóa một cái tụ khí nhị trọng tu giả công lực lại để cho dùng một đêm thời gian. Trác Phàm bật cười một tiếng, lắc đầu, bắt đầu kiểm tra lên mình lúc này thân thể tới. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, một tảng đá lớn tại Trác Phàm gầy yếu một quyền dưới, nhất thời hóa thành vỡ nát. Trác Phàm hài lòng gật đầu, hắn thân thể bị tụ khí cảnh cao thủ nguyên lực thối luyện, được đến cải thiện cực lớn. Thì cường độ thân thể mà nói, đã không chút nào tại tụ khí cảnh cao dưới tay. Đón lấy, hắn lại xem lên hắn tu vi tới. Nhưng là không nhìn không biết, tra một cái phía dưới, cho dù ngay cả chính hắn cũng không nhịn được giật mình. Hắn tu vi, thế mà trực tiếp chưa từng đạt tới trúc cơ 5 tầng, mà lại thể nội tồn chữ không phải trúc cơ cảnh nguyên khí, mà trực tiếp cũng là tụ khí cảnh nguyên lực. Khá lắm, cái này Thiên Ma Đại Hóa Quyết quả nhiên kỳ diệu. Trác Phàm không nhịn được âm thầm tắc lưỡi, trong lòng một trận mừng thầm. Nói chung, muốn tu luyện tới trúc cơ 5 tầng, coi như thánh vực bên trong những kia thiên tư qua người thiên tài, cũng muốn một năm nửa năm mới được. Nhưng là hắn chính là qua một đêm, liền đã đạt tới người khác 2-3 năm mới có thể lấy tới thành quả. Nhìn lấy muốn không bao lâu, ta liền có thể trở lại thánh vực, hắc hắc hắc. Trác Phàm cười âm hiểm một tiếng nói. Nhưng chính làm hắn tưởng tượng lấy trở lại trước kia cảnh tượng lúc, từng đạo giết tiếng la lại là đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Những mày, Trác Phàm nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí theo nơi đó đi tới. Hắn tâm lý rõ ràng, tuy nhiên hắn hiện tại đã có trúc cơ 5 thành công lực, nhưng là hắn điểm ấy đạo hạnh tầm thường còn chưa đủ lấy sử dụng một chút đơn giản nhất vũ khí, gặp phải cao thủ căn bản không có đánh trả chi lực. Cho nên hết thảy làm việc vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Dù sao, hắn hiện tại đã không phải là năm đó cái kia quát tháo phong vân ma hoàng.
Giống mèo hoang đồng dạng khẽ rời đi lấy tốc độ đi vào một khối bụi cỏ một bên, Trác Phàm chậm rãi đẩy ra cỏ dại, hướng nhìn ra ngoài. Nơi này, đang có hai đám nhân mã tại rằng co với nhau lấy. Bên trong một đám có mười mấy người, xem thấu lấy là Lạc gia hộ vệ, tại bọn họ trung gian vây quanh một cái 17-18 tuổi thiếu nữ cùng một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài. Mà đổi thành một đám người đều là một bộ đồ đen, từ một cái lão đầu dẫn đội, đại khái hơn 20 cái. Mà lão đầu kia, Trác Phàm nhìn lấy cũng rất quen mặt. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn mới nhớ tới, lão đầu kia cũng là Lạc gia quản gia, Tôn quản gia. Mà bọn hộ vệ chỗ vây quanh một nam một nữ kia, cũng là Lạc gia thiếu gia Lạc Vân Biển cùng tiểu thư Lạc Vân Thường. Hừ, khó trách Lạc gia canh phòng nghiêm ngặt cũng sẽ bị cái này Hắc Phong Sơn tặc công phá, thì ra là xuất gia tặc. Trác Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, lại nghĩ tới hắn đổ đệ Triệu Thành, song quyền chưa phát giác chăm chú. Kiếp trước hắn bị người thân nhất đệ tử bán, kiếp này hắn sở đoạt bỏ người này thế mà là cũng là bởi vì này mà chết. Điều này không khỏi làm hắn sinh ra một tia đồng bệnh tương liên cảm giác. Nhưng là rất nhanh, hắn liền lắc đầu, thầm than một tiếng, quay đầu rời đi. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản giúp không bất luận kẻ nào. Huống hồ hắn cùng Lạc gia không có quan hệ gì, tội gì vì bọn họ bán mạng. Nhưng, hắn hướng về đi động bước chân vừa mới phóng ra hai bước, trái tim của hắn lại là đột nhiên đau xót, đúng là làm đến hắn lại cũng khó có thể mở ra bước thứ ba. Sợ hãi cả kinh, Trác Phàm chăm chú che ngực, đau đến phục trên đất, lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta luyện công tẩu hỏa nhập ma? Nghĩ tới đây, Trác Phàm trong lòng bắt đầu sợ hoảng lên. Thiên ma đại hóa quyết nếu là ngay từ đầu thì tẩu hỏa nhập ma, máy nguồn bất ổn, cái kia không chỉ là phí công nhọc sức đơn giản như vậy. Chắc kiếp này lại không còn cách nào tu luyện, hội triệt để thành vì một tên phế nhân. Nhưng là... cái kia cỗ đau lòng tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt tức thì, lập tức liền lại biến mất không thấy gì nữa. Trác Phàm đứng dậy, thở dài ra một hơi, mi đầu thật sâu nhăn lại, sờ sờ ở ngực, trăm bề không hiểu được. Nhưng, làm hắn lần nữa cất bước lúc, tim lại là lại một lần đau từng cơn phát ra. Không đúng, đây cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà chính là tâm ma. Lần này, Trác Phàm nghĩ đến nguyên nhân. Sau đó lập tức bình tĩnh lại xem tâm ma nơi phát ra. Đối với tu luyện giả tới nói, nếu là bỏ mặc tâm ma mặc kệ, cái kia cách tẩu hỏa nhập ma cũng liền không xa. Chính là trong khoảnh khắc, Trác Phàm đã tra được nguyên nhân, chính là nguyên nhân này lại là để trong lòng của hắn nâng lên một chút khó chịu. Nguyên lai đang bị ma hoàng đoạt xá trước, cái này Trác Phàm vốn là một cái đầy tớ trung thành, gia chủ tiểu thư đều đối với hắn rất tốt, cho nên hắn thề cả một đời hiệu trung Lạc gia. Mà hắn trước khi chết, trong lòng của hắn cái kia chấp niệm cũng là không thể bảo vệ cẩn thận Lạc gia tiếc nuối. Đứng đắn lúc này, ma hoàng oán niệm cùng hắn chấp niệm hợp nhất, ma hoàng đoạt được linh hồn hắn cùng thân thể lần nữa trọng sinh, mà hắn phần này chấp niệm cũng tương đương với cùng ma hoàng ký kết khế ước một dạng, trở thành ma hoàng trói buộc. Nói cách khác, ma hoàng nhân hắn mà sinh, thì muốn thay thế hắn thủ hộ Lạc gia cả đời, nếu không tất nhiên sẽ tâm ma quấy phá. Đáng chết, tiểu tử này chấp niệm là cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn cho người ta làm nô tài. Trác Phàm khóc không ra nước mắt, đầy miệng đắng chát. Nghĩ hắn đường đường ma hoàng Trác Nhất Phàm, thánh vực tám hoàng đứng đầu, há có thể bị một cái gia tộc nhỏ yếu cho liên lụy. Nhưng là, cái này tâm ma lại không thể bỏ mặc mặc kệ. Nghĩ đến chỗ này, Trác Phàm bất đắc dĩ xoa cái trán. Ngươi tiểu tử này sau cùng tâm nguyện liền xem như tìm người báo thù rửa hận cũng tốt a, không hơn được nữa mấy năm giúp ngươi đi giết người, có thể hết lần này tới lần khác. Ai, lão tử cả đời đều bị ngươi cho hủy. Cái gì người, đi ra. Đột nhiên, một tiếng già nua hét lớn vang lên, Trác Phàm bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nồng đậm sát ý hướng hắn nơi này phóng tới. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm thở dài, ngẩng đầu đi ra ngoài. Đã bị phát hiện. Vậy cũng chỉ có đi chiếu cố tên phản đồ này Tôn quản gia. Đẩy ra tất dẫn đầu bụi cỏ, Trác Phàm sải bước đi vào mọi người trước mặt. Tôn quản gia thấy là hắn, không khống chế được cười ra tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, hừ, ta tưởng là ai chứ, thì ra là ngươi thằng danh con này. Xong, Tôn quản gia lần nữa nhìn về phía Lạc Vân Thường, lại là hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt.
Đại tiểu thư, lão nô khuyên ngài vẫn là mau chóng đem về rồng trưởng công pháp giao ra, miễn cho lại có người vì ngươi nhóm thương vong. Ta muốn dạng này tình cảnh, ngài cũng không muốn nhìn thấy đi. Đánh rắm, Tôn lão đầu, người cái này sơn trang phản đồ. Chỉ cần có chúng ta ở đây, ngươi thì đừng muốn thương tổn tiểu thư cùng thiếu gia một cọng tóc gáy. Lạc gia hộ vệ thống lĩnh ngẩng đầu tiến về phía trước một bước, quát to. Lạc Vân Thường cũng là ngưng lông mày nhìn hằm hằm, xinh đẹp trên mặt đều là bất khuất màu sắc, Tôn quản gia, về rồng trưởng là ta Lạc nhà đời đời tương truyền linh giai vũ kỹ, chúng ta coi như dù chết cũng sẽ không giao cho ngươi. Nghe bọn hắn lời nói, Trác Phàm cảm thấy khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn làm đám sơn tặc này tập kích Lạc gia là vì cái gì đây, nguyên lai bất quá là vì một bộ linh giai vũ kỹ mà thôi. Đế vũ đại lục ở bên trên, chỗ có công pháp vũ kỹ đều phân vì thiên địa huyền linh bình thường cấp 5, mỗi giai lại phân sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Tại thánh vực, linh giai vũ kỹ đi đầy đường khắp nơi đều có, tại hắn ma hoàng trong mắt càng là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại, trong tay hắn thì có mấy ngàn bộ không thôi. Vì loại vật này bỏ mệnh, thật sự là không đáng. Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, miễn cưỡng hồ lớn nói, đại tiểu thư, một bộ linh giai vũ kỹ mà thôi. Có cái gì mà phải hay không, cho bọn hắn a, nếu không một hồi ta lại bồi ngươi một vốn là. Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau giật mình, tiếp lấy đều là một mặt giống như nhìn người điên ánh mắt nhìn về phía hắn. Trác Phàm, người tiểu tử này khẩu khí thật là lớn a, tùy tiện thì bồi một bản linh giai vũ kỹ. Dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi cái này tại Lạc gia làm 15 năm gia nô. Ha ha ha, Tôn quản gia ngửa mặt lên trời cười to. Trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Còn lại sơn tặc cũng là theo chân cười ha hả, trong mắt chế nhạo chi ý không che giấu chút nào. Chúng hộ vệ đội viên nhóm nhìn lấy Trác Phàm, thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Riêng là những cái kia ngày bình thường theo Trác Phàm quen thuộc bằng hữu, càng là cảm thấy kỳ quái. Tiểu tử này bình thường rất đàng hoàng a, làm sao lúc này lại nói vớ nói vẩn, chẳng lẽ là bị đám sơn tặc này dọa cho điên? Ân, nhất định là. Kết quả là, tất cả hộ vệ nhìn về phía hắn ánh mắt lại tất cả đều biến thành đồng tình. Hoàn toàn minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ, Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai. Giờ này khắc này, chỉ sợ hắn nói hắn không chỉ có linh giai vũ kỹ, còn có thượng cổ ma đế suốt đời sở học, cửu u bí lục, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Trác Phàm, đừng có lại nói bậy, còn không tranh thủ thời gian tới chiếu cố thiếu gia. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên. Trác Phàm quay đầu nhìn lại, chính gặp Lạc Vân Thường bộ mặt tức giận nhìn mình. Nhưng là, tại nàng đáy mắt chỗ sâu, Trác Phàm lại là có thể nhìn thấy một tia thương tiếc. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm dĩ nhiên minh bạch nàng ý tứ. Đại khái vị đại tiểu thư này cũng cho là hắn điên, nhưng là lại không đành lòng hắn tại song phương trong khi đánh nhau chết sống bị ngộ sát, cho nên mới tìm máy sẽ để cho mình trốn bọn hộ vệ bảo hộ bên trong. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh đưa hắn kéo qua, đừng để hắn ở nơi nào mất mặt xấu hổ. Lạc Vân Thường lần nữa hướng hộ vệ quát to. Nhưng, hộ vệ còn chưa động, một thanh tản ra huyết khí ngân đao đã là gác ở Trác Phàm trên cổ. Chậm đã. Tôn quản gia cười lạnh, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Lạc Vân Thường con mắt, dường như xem thấu nàng chỗ có tâm tư giống như hắc hắc hắc. Đại tiểu thư vẫn là trước sau như một thiện tâm đâu. Mà ngay cả cái nô tài cũng muốn cứu. Nhướng mày, Lạc Vân Thường phẫn nộ quát, Tôn quản gia, chẳng lẽ ngươi liền người điên cũng không buông tha? Ha ha ha, vẫn là câu nói kia, muốn là không nghĩ có người vô tội bị liên lụy, thì vội vàng đem hồi long trưởng giao ra. Nếu không lời nói, chúng ta những người này có thể không ngại trên đao nhiều chấm một người máu. Vừa dứt lời. Dùng đao kê vào Trác Phàm tên sơn tặc kia liền đem đao mang tại Trác Phàm trên mặt vẽ vẽ, còn phát ra khát máu tiếng cười gian. Lạc Vân Thường nhếch nhếch miệng, trong mắt xuất hiện một tia do dự, nhưng là rất nhanh lại thống khổ nhắm mắt lại. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm đã hoàn toàn rõ ràng nàng quyết định. Tuy nhiên đại tiểu thư này cũng không tính cầm vũ kỹ đổi mạng hắn, nhưng là làm một cái chủ tử, có thể vì một cái gia nô làm ra trong lúc nhất thời do dự. Đã để hắn cảm thấy vui mừng. Bất quá, sau đó hắn muốn mạng sống, nhất định phải tự mình giải quyết. Quay đầu nhìn một chút cái kia cầm đao sơn tặc, hình thể mập mạp, kích cỡ cùng hắn không khác gì nhiều,
thực lực đại khái trúc cơ thất tầng. Chắc là có thể giải quyết. Trác Phàm song quyền chăm chú, nguyên lực trong cơ thể âm thầm phía bên trái cánh tay hội tụ, trong mắt lóe lên một đạo ngoan sắc. Hừ, tiểu thư, đã ngươi cố chấp như vậy cái này Trác Phàm, liền đem là bởi vì ngươi mà chết đệ nhất nhân. Tôn quản gia vung tay lên, chăm chú nhìn Lạc Vân Thường thống khổ hai mắt, quát, bàn tử, động thủ. Nghe đến chỉ lệnh, cái kia mập mạp tà cười một tiếng, trong tay ngân đao thật cao giơ lên. Nhưng, ngay tại lúc này, đụng một tiếng vang thật lớn về sau, mọi người trong tai lập tức truyền đến xương vỡ vụn răng rắc âm thanh, tiếp lấy chính là cái kia mập mạp như giết heo kêu gào. Trong tay đao, cũng theo rơi xuống. Trác Phàm đưa tay vừa tiếp xúc với, bắt được rơi xuống đao, quay người một chạm. Chỉ một thoáng, máu tươi tung bay, một khỏa mập đầu to theo tiếng bay về phía không trung. Trác Phàm tuy nhiên chỉ có chút cơ 5 tầng thực lực, nhưng là hắn cường độ thân thể cùng thể nội tồn trữ nguyên lực đều là tụ khí cảnh cao thủ mới có. Lúc đó thừa dịp cái kia mập mạp không chú ý, tay trái cùi chỏ mạnh mẽ va chạm bộ ngực hắn, đã làm cho hắn trước ngực sau lưng xương cốt đều nát. Tiếp lấy lại giơ tay chém xuống, tất cả mọi thứ đều như nước chảy mây trôi bàn một mạch mà thành. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cái kia mập mạp sớm đã đầu một nơi thân một nẻo, một mạng đi tong. Bịch, tràn đầy máu tươi đầu lâu rơi trên mặt đất, lăn lông lốc lăn đến tôn quản gia trước mặt. Tôn quản gia ngây ngốc nhìn lên trước mặt cái kia quen thuộc sắc mặt, không thể tin được đây là thật. Hắn tại Lạc gia nhiều năm như vậy, là nhìn lấy Trác Phàm lớn lên, hắn người như thế nào hắn tôn quản gia có thể không biết sao, cái kia chính là cái trung hậu thành thật, để cho người khi dễ ra nô. Có ai nghĩ được, như thế cừu non một dạng người, có một ngày sẽ lộ ra hổ lang hàm răng, đem một vị trúc cơ 7 tầng cao thủ một đao giải quyết. Sát phạt lăng lệ tàn nhẫn, cho dù là bọn họ những sơn tặc này cũng không thấy trong lòng phát lạnh. Những cái kia Lạc gia bọn hộ vệ còn càng là kinh ngạc đến ngây người, đây là cái kia cùng bọn hắn cùng một chỗ vừa nói vừa cười, trung hậu thiện lương Trác Phàm à. Trừ đi tu vi không đề cập tới, cái này thân thủ nhanh nhẹn hung ác liền xem như bọn họ hộ vệ thống lĩnh cũng muốn theo không kịp. Tất cả mọi người bị cái này bất chợt tới một màn chấn ngay tại chỗ, thời gian dường như cũng đứng im một dạng, mọi người tất cả đều hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tay cầm huyết đao Trác Phàm, không nhúc nhích, như là liền hô hấp đều quên. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Trác Phàm hai mắt nhíu lại, quyết định thật nhanh, thừa dịp mọi người còn tại choáng váng thời điểm, đem huyết đao hướng tôn quản gia bỗng nhiên hất lên, chính mình thì là hướng Lạc nhà tiểu thư nơi này phóng đi. Đợi tôn quản gia kịp phản ứng, đem cái kia huyết đao ngăn, Trác Phàm sớm đã đi tới Lạc Vân Thường trước người. Một tay ôm lấy Lạc Vân Hải, một tay nắm lấy Lạc Vân Thường, hướng rừng sâu núi thẳm chạy tới. Đi! Lạc Vân Thường hơi sững sờ, không biết làm sao, chỉ có thể mặc cho hắn lôi kéo chạy. Tôn quản gia nhìn thấy bị vây lại dê béo lần nữa chuồn mất, trong lòng không khống chế được khẩn trương, quát, đuổi theo cho ta. Nhưng là, bọn họ vừa động, hộ vệ thống lĩnh cùng chúng bọn hộ vệ cũng đã cản tại trước mặt bọn hắn. Hừ, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể ngăn được chúng ta sao? Tôn quản gia nhìn lấy hộ vệ thống lĩnh, hung tợn nói. Hộ vệ thống lĩnh bật cười lớn, lắc đầu, ngăn không được, nhưng là có thể trì hoãn chút thời gian, để thiếu gia cùng tiểu thư thoát thân. Hắc hắc hắc, các ngươi chết, hai người bọn họ còn có thể chạy mất. Tôn quản gia âm thanh nói. Quay đầu nhìn một chút Trác Phàm bọn họ biến mất phương hướng, hộ vệ thống lĩnh tự tin gật đầu, trước kia có lẽ chạy không thoát, nhưng bây giờ có đứa bé kia tại bảo vệ bọn hắn. Còn lại hộ vệ nghe, cũng là cùng nhau gật đầu, trong lòng thế mà không lý do đối Trác Phàm nâng lên tín nhiệm khó hiểu cảm giác. Tuy nhiên bọn họ không hiểu Trác Phàm tại sao lại đột nhiên như thế dũng mãnh, nhưng là có dạng này dũng sĩ tại thiếu gia tiểu thư bên người, cũng có thể để bọn hắn nhiều một phần sinh tồn cơ hội. Hung hăng khẽ cắn môi, tôn quản gia thâm trầm nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lộ ra rắn một dạng độc mang, tiểu tử thúi kia dám làm hỏng đại sự của ta, chờ lão phu bắt đến hắn, nhất định muốn lột da mang ra xương, để hắn chết không toàn thây. Trác Phàm một tay ôm lấy Lạc Vân Hải, một tay nắm lấy Lạc Vân Thường cánh tay mềm hướng về phía trước phi nước đại, sau lưng đã vang lên Lạc gia hộ vệ cùng bọn sơn tặc kêu giết cùng tiếng kêu gào. Chờ một chút. Chúng ta không thể đem bọn họ vứt xuống.
Lạc Vân Thường bị Trác Phàm nắm vọt ra vài trăm mét chỗ, mới rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Không để ý đến đại tiểu thư này kêu gào, Trác Phàm vẫn như cũ vùi đầu phi nước đại. Buông tay. Lạc Vân Thường gặp hắn không tuân mệnh lệnh, tay hất lên liền tránh thoát hắn trói buộc, Trác Phàm cũng dừng bước lại, quay người lạnh lùng nhìn lấy nàng. Chúng ta nhất định phải trở về, không thể để cho Lạc gia bọn hộ vệ cho chúng ta trắng trắng mất mạng. Ngươi trở về có thể đánh bại những sơn tặc kia sao? Trác Phàm thản nhiên nói. Nhấp nhẹ bờ môi, Lạc Vân Thường cau mày thở dài nói ai, người khác còn dễ nói, nhưng là cái kia Tôn quản gia có tụ khí lục trọng cảnh thực lực, mà ta chỉ có tụ khí tam trọng, hộ vệ thống lĩnh cũng chỉ là tụ khí tứ trọng, cho dù hai người liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Vậy ngươi trở về có ích lợi gì, đi thôi. Trác Phàm hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Lạc Vân Hải tiếp tục hướng phía trước đi. Nhưng, đúng lúc này, trong tay hắn tiểu hài tử lại là không ngừng mà giằng co, cẩu nô tài, ngươi là làm sao nói chuyện với chủ tử, nhanh cho ta tỉ tỉ nhận lỗi nhận lầm, không phải vậy ta nhất định khiến người đem ngươi cái mông mở ra hoa. Không khống chế được sững sờ, Trác Phàm nhìn một chút trong tay dương nanh múa vuốt tiểu hài tử, lại nhìn một chút Lạc Vân Thường, chỉ thấy vị đại tiểu thư này trên mặt cũng xuất hiện vẻ giận dữ. Mới nhớ tới, hắn thân phận bây giờ là Lạc Gia Gia Nô, vừa rồi ngôn ngữ xác thực đối chủ tử bất kính. Bất quá, thì tính sao, hắn lại không phải chân chính Trác Phàm. Huống hồ, rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng gà, người nhà một cái gần như sắp bị diệt tộc gia tộc nhỏ yếu, có gì có thể ngang. Nếu không phải sợ tâm ma quấy phá, hắn đường đường ma hoàng mới mặc kệ các ngươi cái này việc phá sự chút đấy. Số tiểu quỷ. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi cái mông mở ra hoa. Trác Phàm vừa trừng mắt, nhìn về phía Lạc Vân Hải nói. Ngươi dám, cẩu nô tài. Lạc Vân Hải cũng là không sợ hãi chút nào trừng mắt ngược trở về, từ nhỏ ở Sơn Trang lớn lên hắn, từ nhỏ đã biết thân phân địa vị khác biệt, nơi nào sẽ sợ một cái gia nô uy hiếp. Chỉ là đáng tiếc, trước mặt hắn cũng không phải là chân chính Lạc gia gia nô. Nhìn lấy tiểu quỷ này cười lạnh một tiếng, Trác Phàm lúc này liền đem hắn đặt ở trên đầu gối của mình, thuận tay quần víu vào, ba 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 mấy cái đỏ tươi trưởng ấn liền khắc ở trên mông hắn. Vang dội tiếng bạt tai vang vọng tại ba người bên tai, Lạc Vân Hải cùng Lạc Vân Thường thì là trong nháy mắt ngây người. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, một cái gia nô lại có dạng này lá gan, dám đánh chủ tử cái mông. Riêng là Lạc Vân Hải cái kia tiểu hài tử. Càng là quên trên mông đau đớn. Chờ một lúc, mới phản ứng được, cảm thụ lấy trên mông nóng bỏng đau đớn, gào khóc lên. Làm càn. Lạc Vân Thường lấy lại tinh thần, không khống chế được kinh hãi, vội vàng đem đệ đệ túm lấy, ôm đến trong ngực, cả giận nói, Trác Phàm, người thật lớn mật, dám hướng thiếu gia ra tay. Lạc Vân Thường tại Lạc gia là nổi danh tốt tính, ôn tồn lễ độ, tiểu thư khuê các, xưa nay không đối bọn hạ nhân phát cáu. Nhưng là lần này nhìn thấy Trác Phàm dám can đảm dĩ hạ phạm thượng, cũng không khỏi đến lên cơn giận dữ, giống to. Trác Phàm liếc mắt liếc Lạc Vân Thường liếc một chút, cười nhạo nói, nếu nói gan lớn, ta có thể không sánh bằng đại tiểu thư ngài. Địch nhân đều nhanh giết đi lên, ngài còn có rảnh rỗi cho ta phát tính tiểu thư. Lúc này, nơi xa tiếng la giết càng ngày càng nhỏ, Trác Phàm cùng Lạc Vân Thường tâm lý đều rõ ràng, bọn hộ vệ nhanh chịu không được. Ta hiện tại nhiều lắm là đánh tiểu tử này vài cái mông, nhưng là các ngươi nếu không chạy, người tới nhưng là sẽ muốn tiểu tử này mệnh. Trác Phàm chỉ Lạc Vân Hải, thản nhiên nói. Lạc Vân Thường trong lòng tuy nhiên vẫn như cũ nộ khí chưa tiêu, nhưng là Trác Phàm lời nói lại là câu câu nói đến nàng trong tâm khảm. Lạc Vân Hải là hắn Lạc gia duy nhất đàn ông, coi như nàng tỷ tỷ này có thể đánh bạc mệnh đi, nhưng là đệ đệ của nàng tuyệt không thể có việc. Nghĩ một lát. Lạc Vân Thường nhìn về phía Trác Phàm nghiêm túc nói, Trác Phàm, ngươi lập tức mang thiếu gia rời đi, ta đi ngăn chặn những sơn tặc kia. Ta cự tuyệt, Trác Phàm không chút nghĩ ngợi nói, nếu là ngươi dám rời đi, ta lập tức bóp chết tiểu quỷ này. Ngươi, Lạc Vân Thường không khống chế được nghẹn lời, trong lòng khí khổ. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Lạc gia lại sẽ có một cái như thế gan lớn phách lối gia nô, liền chủ tử cũng dám uy hiếp. Ta từ nhỏ tại Lạc gia lớn lên, đối phụ cận địa hình không quen. Nếu là ngươi không tại lời nói, ta
ta cùng tiểu quỷ này đều rất khó chạy thoát. Trác Phàm nói tiếp. Nghe được lời này, Lạc Vân Thường âm thầm gật gật đầu, trong lòng nộ khí cũng tiêu tan một chút, câu nói này đổ vào ý. Nhưng là hắn một câu nói tiếp theo lại để cho Lạc Vân Thường vừa mới dập tắt lửa giận, lần nữa cháy hừng hực lên. Các ngươi chết ngược lại không quan trọng, hại lão tử cùng các ngươi cùng một chỗ chôn cùng, thì quá uổng phí. Ngươi, Lạc Vân Thường khí đến sắc mặt đều xanh, nhưng là thì là nói không ra lời. Không tiếp tục nhìn hai chị em bọn hắn liếc một chút, Trác Phàm xoay người rời đi, đúng, phụ cận có gì có thể ẩn thân địa phương. Hừ lạnh một tiếng, Lạc Vân Thường nhìn lấy phía trước Trác Phàm, lôi kéo theo 258 vạn giống như, không để ý tới hắn. Bất quá, nàng dù sao cũng là có tu dưỡng đại tiểu thư, tuy nhiên trong lòng đối Trác Phàm tức giận, nhưng vì đại cục, vẫn là cẩn thận phân tích nói, phương viên trăm dặm đều là một chút trang trại, không có gì ẩn thân địa. Chỉ có Hắc Phong Sơn phía tây một chỗ mê vụ xâm lâm, hiếm có người đến, liền xem như Hắc Phong Sơn sơn tặc cũng chưa chắc giải nơi này địa hình. Tốt, thì đi chỗ đó đi. Trác Phàm gật gật đầu, hướng Lạc Vân Thường ra hiệu đạo, ôm lấy đệ đệ ngươi, phía trước dẫn đường. Giận hừ một tiếng, Lạc Vân Thường không nhìn hắn nữa, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nàng cũng không biết nàng là ngược lại cái gì nấm mốc, sau cùng theo hai chị em bọn hắn cùng một chỗ, thế mà một cái bá đạo như vậy cẩu nô tài. Bây giờ nàng phía trước dẫn đường, cẩu nô tài kia ở phía sau theo, giống như là nàng bị nô tài kia áp giải một dạng. Như thế khuất nhục, hai chị em bọn hắn cho tới bây giờ không có gặp qua. Ngươi chờ đó cho ta, chờ thoát ly hiểm cảnh, nhìn bản tiểu thư làm sao thu thập ngươi. Lạc Vân Thường trong lòng phẫn nộ nghĩ đến. Sau hai canh giờ, ba người tới một mảnh bị vũ khí bao phủ bên rừng rậm. Nhìn lấy cái kia một mảnh trắng xóa đem trọn cái rừng rậm chìm ngập tình cảnh, Trác Phàm trong mắt chớp động lên thâm thúy ánh sáng. Đây chính là mê vụ xâm lâm, nhiều năm sương mù khí vần quanh, đi vào người rất khó đi ra. Lạc Vân Thường nhìn về phía trước, trong mắt nổi lên vẻ do dự, chúng ta trốn bên trong tuy nhiên có thể không lâu tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng cũng có thể vĩnh viễn cũng ra không được. Nhưng, Trác Phàm lại căn bản không có đang nghe nàng nói chuyện. Hắn hai mắt một mực tại hướng tứ phương xem, riêng là nhìn thấy phía đông tòa kia thẳng đứng thẳng như mây cao sơn lúc, trong mắt thả ra dị dạng ánh sáng. Nơi đó là Hắc Phong Sơn sao? Trác Phàm chỉ cái kia hỏi. Gật gật đầu, Lạc Vân Thường có chút kiêng kỵ nói, cha ta nói, Hắc Phong Sơn sơn chủ thực lực mạnh mẽ, không kém hắn. Nhưng là mấy chục năm qua hai nhà chúng ta đều không có việc gì. Chẳng biết tại sao lần này bọn họ sơn tặc hội đánh bất ngờ sơn trang của chúng ta. Hắc hắc hắc, nơi tốt, Trác Phàm mò mò cằm, từ đáy lòng khen. Đông Thanh Rồng, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Võ, Trung Gian Kỳ Lân Trùng Thiên Sừng, thẳng lên vân không phá thương khung. Nơi này, nhưng là cái thiên nhiên đại trận A. Trác Phàm lẩm bẩm nói, chính là đáng tiếc, không có hiểu công việc người đến khai quật. Bất quá lần này ta tới. Liền sẽ đem nơi này biến thành tòa thứ hai thiên ma. Trác Phàm trong mắt, tản mát ra ánh sáng hưng phấn. Hắn tâm lý hết sức rõ ràng ngọn núi này giá trị, cho dù tại thánh vực, đó cũng là chỉ có thánh giả mới có thể đoạt đến thánh địa. Tiểu thư, chúng ta ngay ở chỗ này diệt đi tôn quản gia bọn họ một đám được chứ? Trác Phàm đột nhiên quay đầu nói. Không khống chế được sững sờ, Lạc Vân Thường bị hắn câu nói này dọa đến giật mình. Giờ này khắc này, bọn họ chỉ có ba người, thực lực đối phương lại tại bọn họ phía trên, bọn họ trốn còn không kịp, lại làm sao có thể đem tôn quản gia bọn họ diệt đi. Lạc Vân Hải càng là khinh thường hừ một tiếng, đối với Trác Phàm làm một cái mặt quỷ, cẩu nô tài, liền sẽ khoác lác. Ngươi có phải hay không cái mông lại ngứa? Trác Phàm hung hăng chừng một cái, Lạc Vân Hải liền không còn dám lên tiếng. Vừa mới trên mông bàn tay đã rất rõ ràng nói cho hắn biết, trước mặt hắn tên nô tài này có thể hoàn toàn không có đem hắn cái thiếu gia này để vào mắt. Hừ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngươi chờ ta về nhà triệu tập nhân thủ, ngươi sẽ biết tay. Lạc Vân Hải đầu tựa vào tỉ tỉ đầu vai, nói lầm bầm. Đem đệ đệ hộ trong ngực, miễn cho lại gặp trước mặt cái này ác nô độc thủ, Lạc Vân Thường nghi ngờ nói, ngươi muốn làm gì? Cười nhạt một tiếng. Trác Phàm duỗi ra một cái tay nói, đại tiểu thư, không biết ngài trên thân mang nhiều ít linh thạch, mời toàn bộ cho ta.
Ngươi muốn linh thạch làm gì? Lạc Vân Thường cảnh giác nhìn về phía Trác Phàm. Ha ha ha, đại tiểu thư ngài đừng hiểu lầm, ta nhưng là không phải loại kia thừa dịp chủ nhà suy tàn, liền cướp sạch gia tài ác nô. Ta làm ra hết thảy, tất cả đều là cho các ngươi an toàn. Hừ, ngươi còn không tính ác nô, theo ta thấy, thế gian này không có so ngươi càng ác ác nô. Lạc Vân Thường xoa xoa chính mình kia đáng thương đệ đệ cái mông, thầm nghĩ trong lòng, nhưng là trên tay lại là thuận theo thoát phía dưới một chiếc nhẫn, đưa lên, đây là trên người của ta toàn bộ gia tài, ngươi nếu là dám gạt ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Bật cười lớn, Trác Phàm tiếp nhận giới chỉ, quay người biến mất tại cái kia mênh mông trong sương mù trắng. Ở chỗ này chờ ta. Hừ, nô tài kia thật là lớn gan, dám mệnh lệnh lên chủ nhân đến. Tỷ tỷ, ngươi nhất định muốn thật tốt giáo huấn hắn, vì ta hả giận. Lạc Vân Hải gặp Trác Phàm đi, mới bực tức nói. Hơi hơi lắc đầu, Lạc Vân Thường nhìn lấy cái kia trắng xóa vũ khí, thản nhiên nói, đám mây, nô tài kia tuy nhiên đối với chúng ta vô lễ, nhưng lại một mực đang giúp chúng ta, tổng so với cái kia khẩu Phật tâm xả hiếu thắng, chúng ta không nên lấy oán báo ân. Lạc Vân Hải suy nghĩ một chút, giống như có điều ngộ ra gật đầu nói, đúng, chân chính đáng chết là cái kia tôn quản gia. Lạc Vân Thường hài lòng gật đầu, tán thưởng nói, đám mây, người rốt cục lớn lên hợp lý. Nhưng là rất nhanh, Lạc Vân Hải lại cắn răng nghiến lợi nói, còn cái kia tên cẩu nô tài, liền nên trước mặt mọi người đem hắn quần thoát đánh cái mông, chỉ giết hắn quá tiện nghi hắn. Lạc Vân Thường nhất thời yên lặng. Trác Phàm chậm rãi hành tẩu tại mê vụ xâm lâm bên trong, thâm thúy ánh mắt tại bốn phía ngó nhìn, sau đó trong tay một đạo quang mang lóe qua, một khối linh thạch liền bỗng nhiên theo trong giới chỉ bay ra, rơi vào rừng rậm đất đai bên trong, biến mất không gặp. Tuy nhiên hắn là lần đầu tiên tới mê vụ xâm lâm, nhưng lại dường như đối khối này giới rất quen thuộc đồng dạng, làm việc lộ tuyến không có chút nào bị mê vụ quấy nhiễu. Chỉ là một phút thời gian, Trác Phàm liền đã đi qua chỉnh cánh rừng. Cửu U Minh phủ quỷ môn mở, tứ phương tà sát vào trận đến. Trong tay nhanh chóng kết động ấn quyết, Trác Phàm miệng niệm theo cửu U bí lục bên trong chiếm được trận pháp mở ra chú ngữ. Chỉ một thoáng, thần hồn nát thần tính. Toàn bộ bầu trời đều trong nháy mắt ảm đạm xuống, nương theo lấy thê lương tiếng kêu gào, từng cái bóng người màu xám theo tối tăm bầu trời bên trong bay dưới, rơi vào mảnh này mê vụ xâm lâm bên trong. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trắng xóa vũ khí bắt đầu dần dần biến đỏ, tiếp lấy biến thành đen, sau cùng hoàn toàn cùng bầu trời thành vì thuần túy màu đen. Thê lương quỷ gào âm thanh, không ngừng từ bên trong truyền đến. Lạc Vân Thường hai tỷ đệ này gặp qua khủng bố như thế dị cảnh, nhất thời liền bị dọa đến ôm làm một đoàn, co do liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là rất nhanh, khủng bố quỷ khóc âm thanh liền dừng lại, bầu trời cũng lần nữa tạnh, lộ ra sáng chói nhật quang. Mê vụ xâm lâm vũ khí cấp tốc tiêu tán, Trác Phàm thở hồng hộc từ bên trong đi ra. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Lạc Vân Thường nhìn về phía Trác Phàm. Kinh nghi bất định nói. Không có trả lời nàng vấn đề, Trác Phàm hướng nàng vẫy tay, xoay người lần nữa hướng trong rừng rậm đi đến. Đi theo ta. Trong mắt nổi lên vẻ ngờ vực, nhưng là Lạc Vân Thường vẫn là mang theo đệ đệ theo sau. Giờ này khắc này, Trác Phàm trên thân như là hất lên một kiện thần bí áo ngoài, để Lạc Vân Thường không nhịn được muốn đi thăm dò một phen. Rất nhanh, ba người tới một khỏa trăm năm cổ thụ dưới. Trác Phàm nhìn về phía Lạc Vân Thường nói, một lát ngươi ngồi tại gốc cây này dưới, ta dạy cho ngươi âm sát trận pháp thủ quyết, chờ tôn quản gia bọn họ đến, ngươi khống chế trận pháp giết bọn hắn. Cái gì, đây là trận pháp? Lạc Vân Thường giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm. Trận pháp nhưng là trên cái thế giới này so công pháp, vũ kỹ còn muốn quý giá đồ, vật, đồng dạng trận pháp thức muốn đều là tông môn thế gia không truyền ra ngoài bí thuật. Coi như trên đấu giá hội có thể gặp phải một kiện nhất cấp trận pháp thức muốn, đó cũng là muốn mấy trăm ngàn linh thạch mới có thể mua hàng, mà lại thường thường có tiền mà không mua được. Bọn họ Quy Vân Sơn Trang nếu là có trận pháp hộ sơn, cũng không thể dễ dàng như vậy bị sơn tặc công phá. Nhưng là giờ này khắc này, nhà bọn hắn một cái gia nô tùy tiện thì vải một bộ kế trận pháp, điều này không khỏi làm cho nàng đại tiểu thư này cảm thấy chấn kinh. Ngươi sao lại thế? Ngươi trước đừng quản ta làm sao lại,
hiện tại ngươi trước cùng ta làm, đây là mê trận, nhiễu loạn trận chúng địch nhân tâm trí thủ quyết, đây là sát trận, khống chế âm sát tiêu diệt địch nhân thủ quyết. Lạc Vân Thường chỉ ngây ngốc theo sát Trác Phàm thay đổi thủ quyết, nhưng là Trác Phàm tốc độ thật là quá nhanh, một bộ thủ quyết một mạch mà thành. Lạc Vân Thường nhìn một chút, lại căn bản thì không nhớ được, trên tay càng là không biết nên như thế nào biến động mới tốt. Ai, ngươi làm sao đần như vậy, đây chính là đơn giản nhất hai bộ thủ quyết. Trác Phàm gặp nàng chậm chạp làm không được, trong lòng không khống chế được giận dữ, đại mắng, bằng ngươi cái dạng này, một lát Tôn quản gia bọn họ đuổi tới, thẳng thắn thúc thủ chịu trói tốt, thật là đần theo như heo. Lạc Vân Thường từ nhỏ đến lớn đều là bị người nâng ở trong lòng bàn tay Minh Châu, thâm thụ mọi người kính yêu, đâu chịu nổi loại này ủy khuất, càng vẫn là bị một cái hạ nhân như thế nhục mạ. Không khỏi, hai khỏa óng ánh nước mắt nhìn không được rơi xuống, đầu cũng thật sâu thấp đi, nhưng là nàng vẫn tại kiên trì luyện tập. Một bên Lạc Vân Hải nhìn thấy tỷ tỷ chịu nhục, không biết nơi nào đến dũng khí, thế mà bỗng nhiên đẩy Trác Phàm một thanh, hét lớn, cẩu nô tài, không cho phép ngươi khi dễ ta tỷ tỷ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm hiện tại cũng không có rảnh theo một cái tiểu hài tử đi tính toán. Vừa mới hắn tại mở ra tòa trận pháp này lúc mới phát hiện, hắn nguyên lực chỉ đủ mở ra trận pháp, căn bản không có lực lượng lại đi khống chế nó. Nếu là một bộ hoàn chỉnh âm sát trận lời nói, coi như không có người khống chế, một dạng có thể đem Tôn quản gia bọn họ giết đến ngay cả cặn cũng không còn. Đáng tiếc hắn được đến linh thạch chỉ là hơn 1.000 khối, nếu không phải nơi này bản thân thì cái thiên nhiên đại trận, hắn chỉ cần dùng linh thạch bố trí mắt trận lời nói, liền tàn khuyết trận pháp đều vải không ra. Lúc này, có thể có năng lực khống chế trận pháp, cũng chỉ có cái này tụ khí tam trọng đại tiểu thư. Nhưng là trận pháp thủ quyết phức tạp, để cho nàng một lát nắm giữ cũng xác thực rất khó khăn, nhưng thời gian thật rất khẩn cấp. Rơi vào đường cùng, Trác Phàm đột nhiên theo Lạc Vân Thường sau lưng ôm lấy, đem nàng hai cái cánh tay mềm chộp vào chính mình hai tay ở giữa. Ngươi muốn làm gì? Lạc Vân Thường giật mình, hai gò má đột nhiên đỏ bừng. Đừng nhúc nhích, theo ta làm. Trác Phàm hét lớn một tiếng, mang theo nàng hai cánh tay, bắt đầu tự tay dạy nàng thay đổi thủ quyết. Lúc này, Lạc Vân Thường mới hiểu được ý hắn muốn. Chính là như thế bị một cái nam tử xa lạ thân mật ôm lấy, Lạc Vân Thường từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên, trong lòng không khống chế được như hươu con sông loạn, gương mặt cũng là càng ngày càng đỏ. Nhưng là mỗi khi nàng không yên lòng lúc, bên tai liền sẽ truyền đến một tiếng hét lớn, tập trung chú ý lực. Quay đầu liếc mắt một cái Trác Phàm, chỉ thấy hắn đầy mặt nghiêm túc, không có chút nào bất luận cái gì làm loạn ý đồ. Hừ, trái ngược với cái chính nhân quân tử. Lạc Vân Thường cảm thấy tối hừ một tiếng, thân thể không tự chủ được hướng về sau dựa dựa. Cảm thụ lấy sau lưng cái kia kiên cố cánh tay, thế mà đào vong trong 3 ngày lần thứ nhất cảm thấy một tia cảm giác an toàn. Tôn quản gia, bọn họ theo mê vụ xâm lâm phương hướng đi. Mê vụ xâm lâm bên ngoài 10 dặm chỗ, một cái gầy theo cây trúc một dạng sơn tặc, xem một phen mặt đất tình hình về sau, quay người hướng Tôn quản gia báo cáo. Cười lạnh, Tôn quản gia sờ sờ khóe miệng hai phiết râu bạc trắng, thản nhiên nói, vẫn rất biết tìm địa phương tránh, biết núi này bên trong địa hình, cũng liền địa phương quỷ quái kia chúng ta chưa quen thuộc. Có điều. Nói xong, Tôn quản gia quay người nhìn một chút bị trói gô lên hộ vệ thống lĩnh, trong mắt chớp động lên tà dị ánh sáng. Bàng thống lĩnh, một lát nhìn ngươi, lấy đại tiểu thư tính cách, hẳn là sẽ không mặc kệ ngươi đi. Phi, họ Tôn, ngươi đừng muốn bắt ta đến uy hiếp tiểu thư. Hộ vệ thống lĩnh hai mắt đỏ bừng, chăm chú nhìn Tôn quản gia con mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, đó là mắt máu thần đã sớm đem Tôn quản gia chém thành muôn mảnh. Ngươi tốt nhất hiện tại liền đem lão tử giết. Nếu không về sau lão tử nhất định làm thịt ngươi, vì chết đi các huynh đệ báo thù. Ha ha ha, chờ lấy được đồ, vật, lão phu tử sẽ thành toàn ngươi. Con mắt khẽ híp một cái, Tôn quản gia phát ra thâm trầm tiếng cười, chúng ta đi. Nửa canh giờ về sau, Tôn quản gia một hàng hơn 20 người đi vào mê vụ xâm lâm trước. Nhưng, còn không đợi bọn hắn tới gần, liền đã xa xa nhìn thấy một bóng người miễn cưỡng tựa ở dưới một cây đại thụ ngủ. Nhìn kỹ, thế mà lúc trước giết bọn hắn một người Trác Phàm. Tôn quản gia, là giết bàn tử người kia. Một tên sơn tặc hô lớn.
giống như bị cái này âm thanh kêu to đánh thức, Trác Phàm đánh một cái to lớn ngáp về sau, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nhìn về phía tôn quản gia bọn họ, không có kinh sợ, không có khẩn trương, ngược lại là lộ ra thoải mái nụ cười. Tôn quản gia, ta ở chỗ này xin đợi đã lâu. Nhíu mày, tôn quản gia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lấy hắn. Muốn dựa vào nét mặt của hắn trông được ra chút gì, nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấy. Trên mặt hắn, chỉ có thong dong. Tốt thâm trầm tâm cơ, nhiều năm như vậy, lão phu thật sự là nhìn nhầm. Tôn quản gia tâm đạo. Nếu là ở trước kia nhìn thấy Trác Phàm, hắn tuyệt sẽ không mắt nhìn thẳng một chút, một cái bình thường gia nô, có cái gì tốt nhìn. Nhưng là từ khi kiến thức đến hắn là như thế nào trong nháy mắt chém giết một tên sơn tặc về sau, tôn quản gia đối với hắn hình ảnh liền hoàn toàn phá vỡ. Tiểu tử này chẳng những giấu thâm trầm, mà lại xuất thủ tàn nhẫn, chờ lông cánh đầy đủ, hẳn là họa lớn trong lòng. Trác Phàm, người thật lớn mật, dám đường hoàng đứng ở trước mặt lão phu. Tôn quản gia con mắt khẽ híp một cái, hỏi. Không có trả lời hắn, Trác Phàm trực tiếp làm mà nói, tôn quản gia, chúng ta làm khoản giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Tôn quản gia nghi ngờ nói. Ta đem Lạc gia tỷ đệ giao cho ngươi, người bảo vệ ta tại Hắc Phong Sơn có cái tốt tiền đồ. Cái gì? Trác Phàm lời vừa nói ra, không chỉ có tôn quản gia bọn người một mặt chấn kinh, cái kia bị áp giải đến hộ vệ thống lĩnh càng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn lúc đó vốn định dựa vào Trác Phàm bảo hộ thiếu gia tiểu thư rời đi, không nghĩ tới bây giờ cái này Trác Phàm thế mà là đầu hàng địch, hơn nữa còn đem tiểu thư thiếu gia coi như đầu hàng địch thẻ đánh bạc. Ngươi vì cái gì làm như thế, Lạc gia không xử bạc với ngươi đi. Tôn quản gia trong lòng do dự, hỏi. Ha ha ha, vậy ngài sao lại bán Lạc gia đợi ngài tình nghĩa càng dày đi. Trác Phàm cười lớn một tiếng, cười nhạo nói. Nghe được lời này, tôn quản gia gương mặt một đỏ, trong lòng cảm thấy dâng lên nộ khí. Cảm thấy cười lạnh một tiếng, Trác Phàm nói tiếp, người không vì mình, trời tru đất diệt. Bây giờ Lạc gia đã bại vong, lấy sức một mình ta cũng vô pháp thay đổi càn khôn, cần gì phải tự tìm đường chết. Dùng hai người bọn họ tỷ đệ mệnh, vì chính mình mưu cái đường lui, cũng coi như là việc thường tình đi. Nói xong, Trác Phàm từ dưới đất nhặt lên một cái dây đỏ, dây thừng một đầu khác kéo dài hướng cái kia mênh mông trong sương mù trắng. Hiện tại bọn hắn hai ẩn thân ngay tại dây thừng một bên khác, chỉ là bên trong mấy cái chỗ rẽ, chỉ có ta có thể phân rõ ràng. Tôn quản gia đem cái kia dây đỏ cầm trong tay, khẽ gật đầu, vì có thể an toàn đi ra, dùng dây đỏ làm tiêu ký, xác thực tốt biện pháp. Mà lại, làm phòng truy tung, cố ý ở bên trong làm ra chỗ rẽ. Bất quá, nhờ vả không phải người a, ha ha ha. Lần nữa đem dây đỏ đưa cho Trác Phàm, tôn quản gia gật đầu nói tốt, thành giao, phía trước dẫn đường. Bất quá, ngươi cũng đừng dở trò gian. Tôn quản gia, ta nhưng là người thành thật, Trác Phàm quỷ dị cười nói. Tôn quản gia khinh thường lắc đầu, lời này của ngươi trước kia ta tin, hiện tại. Không tin. Xong, hai người liếc nhau, đều là phát ra quái dị tiếng cười to, trong lòng đều có kế hoạch nham hiểm. Cái kia hộ vệ thống lĩnh thấy thế, không khỏi nổi giận đùng đùng, chửi ầm lên, mắng tôn quản gia gian tà tiểu nhân, càng mắng Trác Phàm bán chủ cầu vinh, nhưng không ai đi để ý tới hắn. Hắn chính là bị áp giải, theo mọi người cùng nhau tiến vào cái kia mênh mông trong sương mù trắng. Một đoàn người như là sâu mướt quả đồng dạng, tại trắng xóa trong sương mù hành tẩu, trong tay đều dắt lấy cái kia dây đỏ. Trác Phàm đi ở trước nhất, lần tôn quản gia ở phía sau vững vàng nắm lấy khác y phục, để phòng hắn chạy. Bởi vì vũ khí quá lớn, cho dù tiếp lấy hai người, cũng hoàn toàn không nhìn thấy đối phương thân hình. Cho nên mọi người chỉ có thể bằng xúc cảm đến dính sát thân thể, để phòng làm mất. Làm mọi người đi tới mê vụ xâm lâm trung tâm, không có khả năng lại có người chạy ra nơi này lúc, Trác Phàm đột nhiên dừng lại. Làm sao, tôn quản gia khẽ giật mình, trong lòng có chút tâm thần bất định, nắm lấy Trác Phàm y phục tay chưa phát giác lại chăm chú. Tà dị cười cười, Trác Phàm thản nhiên nói, tôn quản gia, ta thì đưa các ngươi đến nơi này đi. Hoàng Tuyền chỗ ấy đường. Vẫn là từ chính các ngươi đi xuống đi. Cảm thấy sợ hãi cả kinh, tôn quản gia lúc này mới phát giác chúng bẫy dập. Không khỏi tay vừa thu lại, đem Trác Phàm kéo đến bên người, sau đó một chưởng vỗ xuống.
Đụng một tiếng, y phục vỡ vụn thành khối mảnh vài đầu. Nhưng là tại y phục trong bao lại không phải Trác Phàm, mà chính là một khối to đại mộc đầu. Cái này, tiểu tử này là khi nào thoát thân? Tôn quản gia kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy, trên đường đi hắn nhưng là một mực đề phòng Trác Phàm, để phòng hắn giở trò lừa bịp, không nghĩ tới nhường hắn chạy. Nhanh, nguyên lộ phản hồi. Tôn quản gia vội vàng quay người, vội vàng nói. Mọi người nghe đến hắn lời nói, lập tức dắt lấy dây đỏ hướng về trở lại. Nhưng, đúng lúc này, trong sương mù truyền đến người cuối cùng hô to âm thanh, không tốt, trở về dây đỏ đoạn. Nghe đến lời này, mọi người như gặp sét đánh giữa trời trong, trên mặt mặt xám như tro. Thân hãm trong sương mù, không có dây đỏ đạo dẫn, bọn họ làm sao có thể yên ổn trở về. Tôn quản gia càng là cắn răng nghiến lợi thẳng dậm chân, đáng chết, bị thằng danh con này hất chân. Người tới, đem cái kia họ Bàng mang tới. Tôn quản gia, không tốt, cái kia họ Bàng cũng không thấy. Hỗn đản. Tôn quản gia một quyền hung hăng đánh tại trên mặt đất, thẳng đem khắp nơi đánh ra một cái 1 mét vuông hang lớn. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn cả đời đa mưu túc trí, thận trọng từng bước. Sau cùng vậy mà lại đưa tại một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử trong tay. Xú tiểu tử, lão phu qua cầu so ngươi đi bộ còn nhiều, ngươi đừng tưởng rằng một cái nho nhỏ mê vụ xâm lâm là có thể đem lão phu vây khốn. Tôn quản gia ngửa mặt lên trời hô lớn, bọn ngươi lão phu ra ngoài, nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha ha, vậy ngươi có thể tuyệt đối sẽ không có cơ hội này. Bỗng nhiên. Mê vụ xâm lâm bên trong vang lên Trác Phàm tiếng cười khẽ, sau một khắc nhạt nhạt xương trắng dần dần nhiễm lên huyết hồng. Chuyện gì xảy ra, vũ khí biến đỏ. Mọi người khiếp sợ nhìn lấy cảnh vật chung quanh biến hóa, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thì coi như bọn họ những người này là giết người không thấy máu sơn tặc, cũng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy sự việc. Tôn quản gia, ngài kiến thức rộng rãi, cái này. Đây là có chuyện gì? Một tên sơn tặc lo lắng hô lớn, nhưng lại không có người đáp lại. Chờ hắn hướng về phía trước sau sờ soạng lúc, thế mà cũng tìm không được nữa một bóng người, dường như tất cả mọi người thoáng cái biến mất, thì thừa hắn một cái. Người khác gặp phải cùng hắn giống như đúc, lúc trước còn bị một cái dây đỏ liền cùng một chỗ mọi người, lúc này lại là đều biến mất không thấy gì nữa. Tôn quản gia nhìn lấy đây hết thảy, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, lẩm bẩm nói cái này. Đây chẳng lẽ là, trận pháp, sống hơn nửa đời người tôn quản gia dù sao kiến thức rộng rãi, nhưng là thấy đến càng nhiều, càng là biết trận pháp này lợi hại, trong lòng liền càng là sợ hãi. Phàm là trận pháp, đều là mượn thiên địa lực lượng. Chỉ cần một người thao túng, liền có thể oanh sát trong trận ngang nhau thực lực mười mấy người, thậm chí mười mấy tên cao thủ, uy lực căn bản không có thể đo lường. Nhưng là, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn họ vậy mà lại bị vây ở một cái trận pháp bên trong. Trác Phàm, ngươi cuối cùng là ai? Tôn quản gia run rẩy thân thể, trong mắt trước đó chưa từng có hiển lộ ra thật sâu hoảng sợ. Hắn hiện tại cuối cùng nhìn ra, Trác Phàm căn vốn không phải người bình thường như thế nào lại hiểu được trận pháp? Nếu là Trác Phàm ngay từ đầu liền đem trận pháp bày cho hắn nhìn, hắn căn bản liền truy kích lá gan đều không có. Đang tại mắt trận chỗ khống chế toàn bộ đại trận Lạc Vân Thường, hoàn toàn minh bạch trong trận tình hình, lúc này cũng không tự giác nhìn về phía bên cạnh Trác Phàm, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Con mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm vẫn như cũ duy trì giếng cổ không gợn sóng sắc mặt, thản nhiên nói, giết. Giết. Lạc Vân Thường nghe đến chỉ lệnh, trong tay thủ quyết lập tức biến đổi. Chỉ một thoáng, cái kia huyết hồng vũ khí đột nhiên biến đổi, hóa thành thuần túy màu đen. Đem tất cả mọi người thôn phệ tiến cái kia nồng đậm trong hắc vụ. Nếu như lúc trước bọn họ chính là không nhìn thấy người khác lời nói, lúc này, bọn họ thì liền chính bọn hắn cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Chỉ có bên tai, vang dội thê lương kêu gào, giống như ngàn vạn lệ quỷ ở bên người vần quanh. Cô độc, hoảng sợ, làm bọn họ trong lòng hoàn toàn mất đi sức phản kháng, từng đạo khí lưu màu đen không trở ngại chút nào xông vào thân thể bọn họ bên trong. Bọn họ chỉ cảm thấy bọn họ thể xác tinh thần, linh hồn đang bị thứ gì thôn phệ lấy, lại là căn bản là không có cách kháng cự. Giờ này khắc này, trong mắt bọn họ trừ hoảng sợ, không có gì cả. Khóe miệng không khỏi nhảy nhảy,
Trác Phàm trong mắt chớp động lên ánh sáng hưng phấn, một cái lắc mình rời đi Lạc Vân Thường, đi vào một cái khác mắt trận chỗ, khoanh chân ngồi xuống tới. Cửu U Bí Lục bên trong ghi chép tất cả trận pháp, đều có thể cùng Thiên Ma Đại Hóa Quyết liền nhau kết. Hiện ở trong trận tất cả mọi người đã bị ma hóa, sau đó hắn muốn đem mọi người nguyên lực toàn diện hút tới. Bụi về với bụi, đất về với đất, cửu U ma sát quy ta thuộc. Trác Phàm trong tay một bộ ấn quyết trong nháy mắt kết động, chính tại khống chế đại trận Lạc Vân Thường liền thoáng cái mất đi âm sát trận quyền khống chế, đồng thời lúc trước những cái kia rõ mồn một trước mắt tôn quản gia bọn họ tình hình, cũng thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Lạc Vân Thường có chút kỳ quái, trong tay lần nữa kết ấn, nhưng lại rốt cuộc nắm giữ không đại trận một ngọn cây cọng cỏ. A! À, bỗng nhiên, rừng sương mù các ngõ ngách vang lên mọi người thê lương giống lên một tiếng. Tôn quản gia bọn người lúc này đã hoàn toàn biến thành đen nhánh, nhưng là còn có một tia ý thức, từng cái màu đen bóng dáng đang không ngừng theo trong cơ thể của bọn họ bay ra. Mỗi bay ra một cái, bọn họ liền giống như bị cắt mất một miếng thịt bàn phát ra thê thảm đau đớn kêu gào. Cho đến khi trong cơ thể của bọn họ tất cả hắc ảnh tất cả đều rời đi sau đó, cái kia âm thanh tiếng kêu thảm thiết mới dừng lại. Nhưng là trong mắt bọn họ từ lâu không có thần quang, thân thể khô cạn như ngàn năm thây khô. Gió thổi qua liền tất cả đều nát thành bụi phấn. Trác Phàm xếp bằng ở đen xì trong sương mù, những hắc ảnh kia chân có mấy ngàn con nhiều, dường như phong quần về tổ đồng dạng, tất cả đều phóng tới trong cơ thể hắn. Hắn cứ như vậy yên ổn nhận lấy, sắc mặt cũng là giống trước đó tôn quản gia bọn họ một dạng, dần dần biến thành đen. Chờ tất cả hắc ảnh tất cả đều tiến vào hắn thân thể về sau, hắn mới thủ quyết biến đổi, vận chuyển lên Thiên Ma Đại Hóa Quyết. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn nguyên lực màu đen ở trong cơ thể hắn phồng lên, giống như lao nhanh đại hải một dạng cọ rửa hắn gân mạch, sau cùng chảy vào trong đan điền. Mà khí thế của hắn, cũng là đang cuộn trào mãnh liệt tăng trưởng. Phốc! Trong nháy mắt công phu, Trác Phàm đã là đột phá đến trúc cơ tầng 6. Phốc! Lại là một tiếng vang nhỏ, hắn đột phá trúc cơ thất tầng bình cảnh. Ngay sau đó, trúc cơ 8 tầng, trúc cơ tầng 9. Cuối cùng đi đến trúc cơ đỉnh phong bình cảnh chỗ. Chậm rãi mở hai mắt ra, Trác Phàm không khống chế được hít sâu một hơi, song quyền chăm chú, sau đó tiếp tục đột phá. Lần này, không giống vừa rồi dễ dàng như vậy, những âm sát đó mang cho hắn ma hóa nguyên lực đã tiêu hao đến không khác gì nhiều. Nhưng là lấy hắn cái này lão ma đầu nhiều năm kinh nghiệm tu luyện, hắn hiểu được càng là loại này nguyên lực khô kiệt thời điểm đột phá, đối ngày sau thành tựu càng có giá trị. Sau đó hắn khẽ cắn môi, tiếp tục vận chuyển công pháp, đem mỗi một cái âm sát mang đến nguyên lực toàn diện ép khô về sau, lại lấy chính mình cái kia còn thừa nguyên lực làm sau cùng xông lên. Đụng! Một tiếng vang thật lớn phát ra, Trác Phàm như là nghe được cái gì đồ, vật tiếng vỡ vụn âm. Ngay sau đó, giống như hồng thủy bão phát đồng dạng, trong cơ thể hắn không khỏi sinh ra một cỗ cường đại nguyên lực, lần nữa đem hắn gân mạch lại cọ rửa một lần. Sau cùng về đến hắn trong đan điền, bổ sung cái kia đã khô cạn nguyên lực. Mà lại lần này cọ rửa, thế mà để hắn gân mạch lại mở rộng hơn hai lần. Tụ khí cảnh. Trác Phàm mở hai mắt ra, trong mắt đều là vui mừng. Dù sao cũng là có tu luyện tới ma hoàng lúc kinh nghiệm, hắn lần này đột phá tụ khí cảnh, so với trước kia đột phá lúc, gân mạch còn rộng lớn hơn được nhiều. Mà lại trong đan điền chứa đựng nguyên lực. Cũng không phải bình thường tụ khí cảnh cao thủ có thể so, tối thiểu nhiều gấp 3. Thật dài xả giận, Trác Phàm thủ quyết lần nữa biến đổi, trong cơ thể hắn âm sát bắt đầu rời đi hắn thân thể. Chỉ là lần này, những âm sát đó lần nữa biến thành u ám nhan sắc, hắn mặt ngoài thân thể màu đen cũng toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Chờ âm sát toàn bộ rời đi, Trác Phàm đứng dậy, trong tay nhất động, sương mù màu đen trong nháy mắt tiêu tán. Chói mắt ánh sáng mặt trời hiếm thấy bắn vào mảnh này nhiều năm rừng sương mù bên trong. Giờ này khắc này, hắn đã có thể tùy ý khống chế đại trận này, lại cũng không cần mượn Lạc Vân Thường thủ đoạn. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời màu lam, Trác Phàm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hiện tại ta đã đột phá tụ khí cảnh, cần phải tu luyện chút vũ kỹ. Lần này trận giết tôn quản gia chờ một đám sơn tặc, cùng nói là vì bảo vệ Lạc gia tỷ đệ. Không bằng nói chân chính người thắng lớn lại là Trác Phàm chính mình. Nếu không phải thôn phệ tôn quản gia bọn họ nguyên lực, Trác Phàm cũng không có khả năng nhanh như vậy đến tụ khí cảnh.
mà chỉ có đến tụ khí cảnh, hắn mới có năng lực đi tu luyện vũ kỹ, về sau không chỉ có thể tự vệ, còn có càng nhiều cơ hội đi thôn phệ cường giả khác, tiến tới trở nên càng mạnh. Trác Phàm. Lúc này, theo từng tiếng sáng gọi tiếng, Lạc Vân Thường ôm lấy đệ đệ cùng cái kia hộ vệ thống lĩnh đi vào trước mặt hắn, vừa mới ngươi chạy đi đâu, làm sao trận pháp thoáng cái mất khống chế. Há, khả năng bởi vì linh thạch quá ít, cho nên trận pháp có thiếu hụt, mới có thể mất khống chế đi. Ta vừa mới đi xem tôn quản gia bọn họ có chết chưa, thật đáng mừng, một cái đều không có chạy thoát. Trác Phàm qua loa tắc trách nói. Hắn có thể sẽ không đem chính mình bí mật công bố ra, dù sao trên thế giới này, mà đạo tu giả bởi vì cường đại, quỷ dị, tu luyện cấp tốc mà bị tu giả khác chỗ sợ hãi. Huống chi hắn thiên ma đại hóa quyết càng là ma trung chi ma, nếu là bị người biết, nhất định sẽ trở thành mọi người mũi nhọn. Hắn kiếp trước cũng là vì vậy mà chết, đương thời đương nhiên sẽ không tái phạm sai lầm như thế. Lạc Vân Thường gật gật đầu, cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Bàng thống lĩnh nhìn lấy Trác Phàm, trong mắt tựa hồ có chút do dự, nhưng là rất nhanh tựa như làm ra cái gì quyết ý bàn, tiến về phía trước một bước, bỗng nhiên quỳ xuống tới. Trác Phàm huynh đệ, lúc trước là tại hạ lỗ mãng, không biết ngươi là dụ địch xâm nhập, còn mở miệng nhục mạ, có nhiều đắc tội. Ngươi muốn đánh phải phạt, đều tự nhiên muốn làm gì cũng được. Liền xem như muốn bàng mỗ đầu, bàng mỗ cũng không thể một chút nhíu mày. Trác Phàm thấy thế, cảm thấy âm thầm gật đầu. Cái này họ Bàng ngược lại là một cái đầy tớ trung thành, nếu là cái kia Triệu Thành có cái này Bàng thống lĩnh một nửa trung thành, hắn cũng không thể luân lạc tới hiện tại cái này cấp độ. Trong lòng thầm than không thôi, Trác Phàm đem Bàng thống lĩnh đỡ dậy, cười nói, Bàng thống lĩnh chính là hộ vệ thống lĩnh, ta chính là một cái nho nhỏ người làm, sao lại dám thụ ngài đại lễ. Huống hồ lần này có thể đem tôn quản gia bọn họ toàn diệt, còn phải bằng tiểu thư bày xuống trận pháp. Nghe được lời này, Lạc Vân Thường sững sờ, không khống chế được nghi ngờ nhìn về phía Trác Phàm. Đợi nhìn thấy hắn hướng mình nháy mắt lúc, mới hơi hơi gật gật đầu. Tuy nhiên Lạc Vân Thường không hiểu tại sao Trác Phàm không muốn thừa nhận cái này là mình bày trận pháp, nhưng dù sao hắn cứu qua chính mình, cũng liền thuận theo ý hắn. Bàng thống lĩnh thì là ngạc nhiên nhìn về phía Lạc Vân Thường, tiểu thư còn biết trận pháp. Lạc Vân Thường cứng ngắc cười cười, miễn cưỡng thừa nhận. Trời giúp Lạc gia, tiểu thư biết trận pháp, trọng trấn Lạc gia, ở trong tầm tay. Bàng thống lĩnh ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt chớp động lên kích động nước mắt. Trác Phàm sờ mũi một cái, từ chối cho ý kiến. Lạc Vân Thường lại là len lén nhìn về phía Trác Phàm, nếu là trận pháp thật có thể trọng trấn Lạc gia lời nói, vậy liền nhất định muốn dựa vào người này. Như là minh bạch nàng ý tứ. Trác Phàm chặn lại nói, bây giờ đã không có tôn quản gia bọn người uy hiếp, không biết tiểu thư có tính toán gì không? Há, nguyên bản chúng ta tính toán che chở tiểu thư đi tìm nơi nương tựa thái phủ. Lạc Vân Thường còn chưa nói, Bàng thống lĩnh đã mở miệng nói. Giờ này khắc này, hắn cái này cái hộ vệ thống lĩnh đã không hề đem Trác Phàm làm thành là một cái bình thường gia nô, mà chính là một cái có thể cùng hắn bình khởi bình tọa Lạc gia cao tầng đối đãi. Ngươi cần phải minh bạch, công tử nhà họ Thái nhưng là cùng tiểu thư nhà chúng ta có hôn nhân ước hẹn. Há, là Phong Lâm Thành Thái gia. Trác Phàm mò mò cằm, âm thầm gật đầu. Căn cứ tiểu tử này trí nhớ, cái này Thái gia tại Phong Lâm Thành là đệ nhất đại gia tộc, cùng Lạc gia tương xứng. Nếu có thể đem Lạc gia tỷ đệ giao cho bọn hắn, cái kia tiểu tử này hẳn là cũng có thể chết được nhắm mắt, hắn tâm lý tâm ma cũng nên giảm bớt chút. Nói không chừng còn có thể triệt để tiêu trừ, vậy hắn thì thật giải thoát. Nghĩ tới đây, Trác Phàm liên tục gật đầu nói tốt, liền đi tìm nơi nương tựa Thái gia. Sau đó, hắn quay đầu nhìn xem tòa kia Hắc Phong Sơn, lẩm bẩm nói ta sẽ còn trở lại. Cùng một thời gian, Hắc Phong Sơn đỉnh một tòa hắc ám trong sơn động, một vị mặt mũi tràn đầy tà dị người trẻ tuổi đang ngồi ở một thanh ghế lớn phía trên, nhìn lấy phía dưới một cái tiểu lâu lâu. Trong mắt sau đó lóe qua một đạo tàn khốc tôn quản gia bọn họ, còn không có tin sao. Bẩm báo thiếu trại chủ, tôn quản gia mang hộ gửi thư nhi nói, công pháp lập tức liền có thể được đến. Tiểu lâu lâu run rẩy thân thể, đầu thật sâu thấp đi, không dám chút nào theo thiếu niên kia đối mặt. Ha ha ha, đi xuống đi. Vâng, tiểu lâu lâu chà chà trên đầu mồ hôi, cũng như chạy trốn lui xuống đi,
dường như lại đợi một trận, phía trên người kia liền sẽ đem hắn ăn một dạng. Đợi người kia rời đi sau đó, thiếu niên kia chậm rãi đứng dậy, đi vào sau lưng một tòa rèm vải trước, đưa tay kéo một phát. Chỉ thấy phía sau rèm nằm một vị tóc trắng xóa lão giả, lúc này chính tức giận nhìn lấy người kia, nhưng là bờ môi run rẩy lại nói không ra lời. Người trẻ tuổi thấy thế, cười nhẹ vỗ vỗ cái kia khô cạn bàn tay, nói khẽ, sư phụ, ngài yên tâm, ngài lão bằng hữu đã trước qua bên kia đợi ngươi. Chờ hồi long trưởng tới tay, ta thì đưa các ngươi lão ca hai đoàn tụ. Nghe được lời này, lão nhân bỗng nhiên vừa mở mắt, đầy mắt huyết hồng màu sắc, phảng phất muốn ăn người đồng dạng, nhưng là toàn thân hắn lại là động cũng không thể động, chính là đang không ngừng run rẩy. Thấy tình cảnh này, trong sơn động vang lên người trẻ tuổi càn rỡ tiếng cười to, phách lối mà tà dị. Phong Lâm Thành là phương viên trăm dặm lớn nhất một thành trì, cách Lạc Gia có 10 ngày lộ trình. Bởi vì lo lắng Hắc Phong Sơn sơn tặc còn có đuổi theo, Trác Phàm một đoàn người đi đường suốt đêm, chỉ dùng 5 ngày thời gian liền đã đến đạt. Mới vào Phong Lâm Thành, nội thành ồn ào phồn hoa liền làm cho tất cả mọi người gánh nặng trong lòng liền được giải khai, như là mấy ngày liên tiếp khẩn trương hoảng sợ, đều trong nháy mắt này tan thành mây khói. Cảm thụ lấy trên đường cái người đến người đi an lành không khí, Lạc Vân Thường mấy ngày bên trong một mực căng cứng hai gò má, giờ phút này cũng là lần đầu tiên triển lộ ra nụ cười. Vân Hải, ngươi nhìn nơi này, Lạc Vân Thường lôi kéo đệ đệ tay, nét mặt tươi cười như hoa địa chỉ hướng một cái tạp kỹ quầy hàng. Bàng thống lĩnh xem bọn hắn cũng không có bởi vì gia tộc bị diệt mà thất lạc, nhếch miệng vui mừng cười rộ lên, ngược lại lại nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác Phàm huynh đệ. Ta nhớ được ngươi còn theo chưa từng tới Phong Lâm Thành đi. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm trên mặt vẫn như cũ đạm mạc. Bàng thống lĩnh thấy thế, không khống chế được sững sờ. Phong Lâm Thành phồn hoa nhưng là xa gần nghe tiếng, nhớ kỹ hắn lần đầu tiên tới Phong Lâm Thành, nhưng là kích động 3 ngày 3 đêm ngủ không yên. Làm sao tiểu tử này từ nhỏ không có rời đi Sơn Trang, đi tới nơi này a phồn hoa đô thành, lại là một chút cảm giác đều không có. Nhưng là hắn lại làm sao biết, vào lúc này Trác Phàm trong mắt, thành này theo cái tiểu sơn thôn không có gì khác biệt. Lão Bàng, thái gia còn chưa tới sao? Đi qua mấy ngày nay cam khổ cùng, Trác Phàm cùng cái này Bàng thống lĩnh quan hệ cũng thân cận không ít, hai người thậm chí đã bắt đầu gọi nhau huynh đệ. Bàng thống lĩnh còn chưa mở miệng, một bên Lạc Vân Thường đã giành nói, chúng ta không thể trực tiếp đi thái gia, cần phải do ta cùng Vân Hải đi trước ngoài phủ tiếp kiến. Sau đó lại tới đón các ngươi trước tiên có thể đi phía trước khách sạn đặt chân. Phiền toái như vậy, Trác Phàm nhướng mày nói. Cười khổ một tiếng, Bàng thống lĩnh bất đắc dĩ nhún nhún vai, không có cách, người nào để cho chúng ta là tới nhập bọn thái gia. Nếu là trực tiếp đến cửa, sẽ cho người nhà cười chúng ta không có có lễ nghĩa. Tốt, các ngươi đi trước đi. Trác Phàm thở sâu, gật đầu đồng ý. Dù sao chỉ cần đem cái này 2 tỷ đệ thu xếp tốt, hắn hẳn là cũng thì tự do, chờ thêm một chút cứ xem như không có gì. Nhưng, đúng lúc này, trong 5 ngày đều chưa từng xuất hiện quát tiếng ồn, lần nữa vang vọng ghé vào lỗ tai hắn. Hừ, cẩu nô tài, cái này Phong Lâm Thành có thể là tỷ ta phu địa bàn. Ngươi chờ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lạc Vân Hải hai tay chống nạnh, mũi vểnh lên trời. Lần nữa khôi phục thành cái kia không ai bị nổi đại thiếu gia. Đụng. Nhưng là ngay tại cái kia vừa dứt lời thời điểm, Trác Phàm không chút do dự một chân ước lượng tại Lạc Vân Hải trên mông, nhất thời liền đem hắn đá ra xa 1 mét, ngã chó gặm bùn. Không cần chờ tỷ phu ngươi đến, ta hiện tại trước hết thu thập ngươi. Lạc Vân Thường thấy thế, vội vàng đem đệ đệ đỡ dậy, quay lại hung tợn chừng Trác Phàm liếc một chút, ngươi làm gì luôn chấp nhặt với tiểu hài tử. Là đệ đệ ngươi cần ăn đòn. Trác Phàm nhẹ liếc hắn một mắt, phất phất tay nói, nhanh đi a, chờ các ngươi thu xếp tốt về sau, nếu là còn nhìn ta không vừa mắt, đem ta đuổi đi là được. Lạc Vân Thường giận hừ một tiếng, ôm lấy đệ đệ rời đi. Lạc Vân Hải thì là nằm ở tỉ tỉ đầu vai, khuôn mặt nhỏ nín đến đỏ bừng, không dám thốt một tiếng. Tuổi còn nhỏ hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Tại trong rừng cây đầu 2 chị em bọn hắn không chỗ nương tựa, bị cái này ác nô khi dễ cũng liền thôi. Nhưng là đến cái này Phong Lâm Thành, tỷ phu hắn địa bàn, hắn nhưng là có người làm chỗ dựa, làm sao chả là phải bị cẩu nô tài kia đánh.
Chẳng lẽ cậu nô tài kia không sợ trời, không sợ đất sao? Hắn tại Lạc Gia, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại người này. Bàng thống lĩnh ở một bên mắt thấy toàn bộ quá trình, lại là đã sớm bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, tròng mắt đều nhanh rơi ra tới. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Trác Phàm lúc nào trở nên ngưu như vậy, lại dám ngay ở đại tiểu thư mặt đánh thiếu gia, mà lại nhỏ tỷ vẫn chỉ là oán trách một câu, cũng không truy cứu. Phải biết, thiếu gia nhưng là tiểu thư yêu thích, bình thường nói nặng một chút lời nói đều không bỏ được. Nhưng bây giờ, Trác Phàm thế mà là mẹ hắn không hề cố kỵ đạp thiếu gia một chân, mà lại đạp còn như thế thuần thục. Hiện tại hắn mới hiểu được, vì sao trên đường đi thiếu gia vừa nhìn thấy Trác Phàm thì theo chuột thấy mèo giống như không dám lên tiếng, thì ra là bị hoảng sợ a. Chà chà trên đầu mồ hôi lạnh, Bàng thống lĩnh nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác Phàm huynh đệ, dù sao thiếu gia là chủ tử. Không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, không nhìn tiểu thư mặt còn phải xem tỷ phu hắn mặt a, người sao có thể đá hắn đây. Không khống chế được mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai. Hắn theo chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào làm thành là chủ tử, hắn làm ra hết thảy, đều là vì tiêu trừ tâm ma. Dù sao bọn họ một lát về không được, chúng ta đi địa phương khác dạo chơi. Trác Phàm quay người đi đến, Bàng thống lĩnh biết hắn không có đem chính mình lời nói nghe vào, bất đắc dĩ thở dài, theo sau. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một chỗ phường thị. Nơi này là một chút tán tu bày quầy bán hàng dễ dàng vật địa phương, muốn sao lấy vật đổi vật, muốn sao đổi chút linh thạch tu luyện. Lấy hắn kinh nghiệm kiếp trước, ở chỗ này cũng có thể tìm tới một chút bị mai một đồ tốt. Hai người trên đường đi nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái, Bàng thống lĩnh thấy hai mắt tỏa ánh sáng, có đến vài lần đều muốn xuất tiền túi, nhưng là nhìn thấy Trác Phàm một mặt tẻ nhạt vô vị bộ dáng đi về phía trước, hắn cũng chỉ có thể lập tức đuổi theo. Có lẽ liền chính hắn cũng không có ý thức được, hắn đường đường hộ vệ thống lĩnh, chẳng biết lúc nào đã thành thói quen đi theo Trác Phàm phía sau cái mông đi. Ai, thế gian nào có nhiều như vậy không có bị phát giác đồ tốt đợi ngươi đi vơ vét. Tính toán, đi thôi. Trác Phàm đem chọn cái phường thị đi một vòng, vẫn không có cái gì vào tới hắn mắt đồ, vật, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng, còn không đợi hắn rời đi, một tiếng ồn ào lại là truyền vào hắn trong tai. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái bán hàng rong đang cùng một vị thanh xuân thiếu nữ đỏ mặt tía tai địa tranh nhau nhau. Coi như là nhìn cái náo nhiệt, Trác Phàm mang theo Bàng thống lĩnh gạt ra đám người đi vào bên cạnh hai người. Lúc này, hắn mới nhìn rõ thiếu nữ hình dạng, cái kia nữ hài một thân áo tơ trắng, cong cong lông mày giống Nguyệt Nhi, xem ra tương đương dịu dàng, cho dù đối phương đã chửi ầm lên, nàng nhưng là như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, không có chút nào tức giận bộ dáng, nhưng là miệng phía trên vẫn kiên duy trì ý kiến của mình. Người cái này mặc ngọc, không phải thật sự. Người con mắt nào nhìn thấy nó không phải thật sự. Đây chính là thuần chính nhất mặc ngọc, cho dù thả dưới ánh mặt trời phơi một ngày, nó y nguyên rét lạnh như nước. Chế thành ngọc bội thời gian dài đeo, tu luyện nhưng là làm ít công to. Người kia nước bọt bay loạn, giảng thuật hắn mặc ngọc đến cỡ nào thuần chủng, tiểu thư, người đến cùng biết hay không được a? Nữ hài lắc đầu, nhưng khóe miệng vẫn như cũ giữ lấy nụ cười, ta không hiểu mặc ngọc, nhưng là ta gặp một lần chân chính mặc ngọc, biết ngươi đây là giả. Ha ha ha, ngươi gặp một lần thì dám nói có thể phân biệt mặc ngọc thật giả. Đoàn người nhóm nghe một chút a, thiên hạ có như thế chuyện hoang đường sao? Có, ta thì có bản sự này. Nếu là định giá lời nói, kém nhất mặc ngọc 10 khối linh thạch, tốt nhất mặc ngọc 100 khối linh thạch, người khối này chỉ trị giá 3 khối mà thôi. Đi đi đi, người cô gái nhỏ này chỉ nói mò, đừng quấy rầy lão tử làm ăn. Mặc ngọc giá tiền, dựa vào cái gì từ ngươi đến đặt trước? Nữ hài mỉm cười, nhưng là hai mắt vẫn như cũ nhìn lấy người kia, thẳng đem người kia thấy tâm lý có lửa, lại là phát tiết không ra. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cô bé này một mực không có lý do phủ định hắn mặc ngọc giá trị, muốn là người bình thường, hắn đã sớm một bàn tay đập tới đi. Nhưng là nhìn lấy cái kia nữ hài nụ cười, hắn nhưng thủy chung nâng không nổi tay hắn. Người khối này mặc ngọc, thật là giả. Đột nhiên, một giọng nói nam từ phía sau vang lên, mọi người thấy đi, chỉ thấy Trác Phàm một mặt mỉm cười nhìn về phía cái kia nữ hài nói, tiểu thư ánh mắt độc đáo,
nhưng là không thể vạch trần hàng giả lại sao có thể làm cho người tin phục. Cần biết, giả cũng thật lúc thật cũng là giả. Cái kia nữ hài sững sờ, thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm nhìn bốn phía nói, chư vị, có thể hay không giúp ta đi chuẩn bị một ít gì đó, Lưu Huỳnh, Mục Túc Thảo. Trác Phàm nói đây đều là trong phường thị thường thấy nhất đồ, vật, rất mau một chút xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn người liền đều chuẩn bị đầy đủ. Ngay trước mọi người mặt, Trác Phàm đem những vật này để vào nước trong bên trong, quấy quấy, sau đó nhìn về phía cái kia con buôn nói, mời ngươi đem cái kia mạc ngọc để vào nước này bên trong. Hừ, buông liền buông, cái kia con buôn như là cũng tương đương tự tin, đem cái kia mạc ngọc chậm rãi bỏ vào. Nhưng cái kia mạc ngọc vừa vào trong nước, lập tức liền có tiết tấu mà bốc lên nước ngâm, tiếp lấy toàn bộ nước dần dần thay đổi đến đỏ bừng, thậm chí còn tản mát ra từng tia mùi máu tanh. Tại sao có thể như vậy? Cái kia con buôn cảm thấy chấn động, không khống chế được cả kinh nói. Cái kia nữ hài cũng là chớp chớp dịu dàng mắt to, kinh dị nhìn lấy đây hết thảy. Ha ha ha, không cần giật mình, bởi vì khối này mạc ngọc vốn chính là phỏng chế. Cho nên vừa vào dược thủy liền bắt đầu phai màu. Trác Phàm đem cái kia mạc ngọc xuất ra, trả lại cho cái kia con buôn đạo, hiện tại, người cái kia rõ ràng vị cô nương này cũng không nói sai. Ta bị những tên khốn kiếp kia cho lừa gạt, thiệt thòi ta còn hoa 20 khối linh thạch mua lại. Cái kia con buôn cắn răng nghiến lợi nói. Người cái này mạc ngọc, chỉ trị giá 3 khối. Nữ hài lần nữa trần thuật một lần nàng định giá về sau. Ngược lại nhìn về phía Trác Phàm cười nói, tiên sinh thật sự là tốt ánh mắt, tiểu nữ tử chỉ biết nó là giả, lại không biết như thế nào phân biệt, may mắn tiên sinh xuất thủ tương trợ. Nơi đó, ta cũng chỉ là đã từng trải qua loại này làm thôi. Trác Phàm hơi hạ thấp người, cười nói, tiểu thư, ngươi không mua nó à, tuy nhiên chỉ trị giá 3 khối. Không, ta chỉ là muốn nói cho người kia, cái kia khối mặc ngọc giá trị thôi. Cái kia nữ hài cười cười, quay người rời đi phường thị. Nhìn lấy cái kia nữ hài bóng lưng dần dần biến mất, bàng thống lĩnh đi vào Trác Phàm bên người cảm thán nói, thật là một cái kỳ quái nữ tử. Thật dài chậm rãi một hơi, Trác Phàm như chút được gánh nặng lẩm bẩm nói, nữ tử này ánh mắt độc ác, may mắn kinh nghiệm chưa tới, nếu không liền bị nàng đoạt trước một bước đem bảo vật này cướp đi. Nói xong Trác Phàm xoay người lần nữa nhìn về phía khối kia mặc ngọc. Trong mắt chớp động lên vẻ kích động. Nhưng là cái kia con buôn lão bản, cũng đã bắt đầu than thở thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà. Không nghĩ tới lão tử cũng có nhìn lầm thời điểm. Tối tăm trên đường nhỏ, con buôn lưng cõng một bao quần áo, ủ rũ cúi đầu đi về phía trước, chung quanh im ắng, không có một chút động tĩnh, chỉ có hắn ngăn không được ai than âm thanh. Đột nhiên, hét lớn một tiếng tại hắn sau lưng vang lên, lão bản, xin dừng bước. Chưa phát giác giật mình, con buôn dừng thân hình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trác Phàm bước nhanh chạy đến trước mặt hắn. Ngươi là, vừa rồi, con buôn nhớ kỹ Trác Phàm, cũng là bởi vì hắn, phường thị toàn bộ nhân tài đều biết cái kia khối mặc ngọc là giả. Ngài tìm ta có chuyện gì? Ha ha ha, lão bản, người khối kia mặc ngọc ta muốn, ta ra 10 khối linh thạch. Trác Phàm đối với con buôn cười cười. Con mắt sau đó liếc về phía sau hắn bao phục. Trầm ngâm một trận, con buôn kỳ quái nhìn về phía Trác Phàm, tiên sinh, ngài biết rõ ta khối này mặc ngọc là giả, tại sao còn đuổi theo ra 10 khối linh thạch. Vừa mới vị tiểu thư kia có thể đã nói, ta tảng đá kia chỉ trị giá 3 khối. Cười lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, coi như cái kia mặc ngọc là giả, nhưng mà gần như có thể đánh cháo. Trong tay ta, cũng có thể bán tới tốt nhất mặc ngọc giá tiền. Há, ta minh bạch, ngươi là muốn đem nó bán trao tay cho không biết hàng người. Con buôn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, trong mắt hai bên đi loanh quanh, đã như vậy, ngài làm nhưng là đại mua bán, 10 khối linh thạch quá ít đi. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Trác Phàm trong mắt hơi híp, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Tối thiểu nhất 50 khối. Con buôn khoát khoát tay, lộ ra gian trá màu sắc, nếu không, chính ta tìm không hiểu việc người xuất thủ. Tối thiểu trên 100 khối đây. Con buôn đi qua Trác Phàm nhắc nhở, mới nghĩ đến, trên cái thế giới này hiểu mặc ngọc dù sao cũng là số ít, vừa mới toàn bộ phường thì cũng chỉ có hai người bọn họ nhìn ra thứ này thật giả. Hắn hoàn toàn có thể lấy giả làm thật,
kiếm lời càng nhiều. Người có mua hay không, không phải vậy ta tự mình đi tìm người mua. Con buôn gặp Trác Phàm một mực giữ im lặng, biết hắn không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Chỉ là dạng này cũng tốt, hắn vừa vặn có thể tự mình xuất thủ, miễn chiếm tiện nghi người khác, sau đó nhấc chân muốn đi. Chờ một chút. Bỗng nhiên, ngay tại con buôn vừa mới đi ra một bước lúc, một cái kìm sắt bàn tay lại là hung hăng bắt hắn lại bả vai, thẳng đem hắn tóm đến ôi chao kêu to một tiếng đi ra. Lão bản, làm ăn cũng không thể quá tham, Trác Phàm lạnh lùng thốt. Hừ, thì tính sao, Mặc Ngọc là lão tử yêu bán bao nhiêu thì là bao nhiêu. Con buôn còn muốn phản bác, nhưng là lời nói không có nói vài lời, một cỗ nguyên lực màu đen chính là đột nhiên tiến vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn rốt cuộc không phát ra được một tia tiếng vang. Đón lấy, hắn thân thể chậm rãi biến thành đen, sau cùng tại một trận gió nhẹ lay động dưới, hóa thành một mảnh bột mịn tiêu tán trong không khí. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm cảm thụ một chút nguyên lực trong cơ thể, chỉ có một chút xíu tăng trưởng. Hắn hiện tại là tụ khí nhất trọng cao thủ, giống cái này thương nhân nhỏ trúc cơ bảy thành công lực, đã rất khó lại mang đến cho hắn tăng lên trên diện rộng. Mà lại nguyên bản Trác Phàm không nguyện ý đem tiểu tử này tan đi, nhưng cũng tiếc hắn không chịu cùng mình làm ăn, cái kia Trác Phàm cũng chỉ phải ăn cướp trắng trợn. Theo con buôn trong bao quần áo tìm tới khối kia Mặc Ngọc, Trác Phàm quay người hướng đặt chân khách sạn phương hướng đi đến. Hắn không phải người hiếu sát, chỉ là có người phải muốn chết. Về đến khách sạn, vừa vặn đối diện đụng tới đang đợi hắn trở về bàng thống lĩnh, Trác Phàm thuận tay ném cho hắn một cái túi, lão bàng, trả cho ngươi. Bàng thống lĩnh tiếp nhận, mở ra xem, nghi ngờ nói a, 10 khối linh thạch đều tại, ngươi không có mua sao. Lúc trước Trác Phàm để bàng thống lĩnh về khách sạn trước chờ hắn, cũng cùng hắn mượn 10 khối linh thạch, nói là nhìn chúng một kiện đồ vật. Nhưng là bây giờ, 10 khối linh thạch như cũ tại cái này trong bao vải không nhúc nhích. Há, lão bản kia người tốt, đưa cho ta. Trác Phàm qua loa tắc trách nói. Còn có, lão bàng, người tại ta giữ cửa, bất kỳ người nào không thể vào. Lấy, Trác Phàm tiến vào gian phòng của mình, đóng cửa lại. Bàng thống lĩnh tuy nhiên kỳ quái, nhưng là huynh đệ nhờ vả, hắn tự nhiên muốn giúp đỡ. Sau đó hắn cũng không về phòng của mình, nhất thời liền tại Trác Phàm ngoài cửa ngồi trên mặt đất, giữ vững cửa. Ngoài cửa phòng hết thảy, Trác Phàm đều rõ ràng, cảm thấy cũng âm thầm gật đầu. Có thể gặp được đến như thế một cái giảng nghĩa khí người, cũng coi là hắn may mắn. Đón lấy, Trác Phàm đem cái kia Mặc Ngọc bỏ lên trên bàn. Trong tay nguyên lực màu đen bỗng nhiên hướng về phía trước phát ra. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, cái kia Mặc Ngọc phỉ thúy bản áo ngoài xuất hiện từng đạo vết nứt, sau đó từng tầng rớt xuống, lộ ra bên trong hào quang màu đỏ như máu. Lúc này, cái kia đã không còn là Mặc Ngọc, ngược lại là biến thành đỏ bừng sắc huyết ngọc. Đồng thời, cái này huyết ngọc phảng phất là một khỏa trái tim một dạng, theo cái kia hồng quang lóe lên, cũng đang làm lấy có quy luật nhảy lên. Ta quả nhiên không nhìn lầm, là huyết tinh linh. Trác Phàm hung hăng nuốt ngụm nước bọt, trên mặt ít có xuất hiện khó có thể ức chế hưng phấn. Huyết tinh linh, đồng dạng sinh tại kỳ thạch khoáng vật bên trong, thụ ngàn vạn người lấy tinh huyết tưới tiêu, hút thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, kinh ngàn vạn năm mới có thể thành hình. Chí âm chí dương, chính là ma đạo tu giả chí bảo, thế gian hiếm có. Đồng dạng tu luyện giả đem huyết tinh linh sửa chữa thành bản mệnh huyết anh, đứng trước địch nhân lúc huyết anh xuất trận, liền có thể đoạt người tinh huyết mà chết, cực kỳ hung tàn. Mà lại huyết anh còn có thể cùng tu luyện giả cùng một chỗ trưởng thành, riêng là thánh cấp huyết anh, cho dù là đế cấp cường giả cũng không dám tùy ý trêu chọc. Theo cửu u bí lục ghi chép, thượng cổ từng có một ma đạo cao thủ vì huyết ma lão tổ, tu luyện huyết anh đã đến thánh cấp, cho dù là thượng cổ 10 đế cũng không muốn tùy tiện cùng là địch. Sau cùng huyết ma lão tổ tự giác thiên hạ vô địch, tìm tới cửu u ma đế, muốn tranh giành ma đạo chí tôn chi vị. Cửu u ma đế bằng vào một chiêu chi kém, giết huyết ma lão tổ, nhưng mình cũng thân chịu trọng thương. Bất quá, huyết ma lão tổ tu luyện huyết anh bí pháp, lại bị cửu u ma đế được đến, tiến hành cải tiến, thêm vào thiên ma đại hóa quyết bên trong. Lúc đó, cửu u ma đế đã từng muốn tu luyện huyết anh, chỉ tiếc một mực không có tìm được. Chưa từng nghĩ, hắn ma hoàng sống lại sau khi lại có hảo vận như thế khí,
có thể có được tu luyện bản mệnh huyết anh cơ hội. Nếu là kiếp trước hắn có bản mệnh huyết anh lời nói, coi như thánh giả, hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Nghĩ tới đây, Trác Phàm đã là không kịp chờ đợi mở ra tay mình cổ tay, đem huyết nhất một chỗ đến cái kia huyết ngọc phía trên. Ừng ực, giống như là trẻ sơ sinh mút thỏa thích đồng dạng, mỗi một máu rơi xuống cái kia trên ngọc thạch, chớp mắt liền không thấy tăm hơi, mà cái kia ngọc thạch nhảy lên biên độ cũng càng lúc càng lớn. Trác Phàm nhìn lấy đây hết thảy, khóe miệng lộ ra tà dị tiếu dung, vận công tiếp tục bức ra càng nhiều máu tươi tưới nước tại cái này huyết ngọc phía trên. Nếu muốn luyện huyết anh, trước phải lấy tu luyện giả máu tươi tưới nước, cho đến khi cùng huyết tinh linh đồng thanh đồng khí, cảm ứng nó tâm mạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trác Phàm trên thân máu cũng là càng thả càng nhiều, thế nhưng huyết tinh linh lại dường như vĩnh viễn ăn không đủ no sói đói bàn, chưa bao giờ dừng lại hấp thu. Trác Phàm liếm liếm hơi khô chát bờ môi, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, trước mắt sự vật cũng bắt đầu hoảng hốt. Hắn hiểu được đây là mất máu quá nhiều gây nên, nhưng là hắn không thể buông tha. Có thể hay không thu phục huyết tinh linh, luyện thành huyết anh, chỉ có một cơ hội này. Nếu là ngươi một khi dừng lại cung cấp máu, nó liền sẽ giống tiểu hài tử bị ném bỏ một dạng, cho rằng ngươi từ bỏ nó, về sau sẽ không bao giờ lại cùng ngươi tâm thần hợp nhất. Cho nên một khi bắt đầu, Trác Phàm cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. Thời gian lại qua nửa canh giờ, Trác Phàm đã cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tại chuyển động. Hắn hiểu được, nếu như hắn tiếp tục lấy máu, sợ rằng sẽ nguy hiểm cho đến hắn sinh mệnh. Nếu như ngay cả sinh không còn mạng, muốn huyết tinh linh cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng, ngay tại hắn do dự phải chăng cái kia từ bỏ lúc, đột nhiên, một cỗ không khỏi luật động đột nhiên trong lòng hắn sinh ra. Trác Phàm giật mình, cảm thấy sinh ra một cỗ ý mừng, hắn cùng huyết tinh linh tâm thần rốt cục tương thông. Sau đó hắn vội vàng đem cái kia huyết thạch cầm ở trong tay, vận chuyển lên thiên ma đại hóa quyết. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn nguyên lực màu đen quay quanh tại cái kia huyết thạch phía trên, từng đạo tơ máu cũng theo huyết thạch bên trong chảy ra, chậm rãi chảy vào Trác Phàm thể nội. Sau cùng, theo đụng một tiếng vang thật lớn, huyết thạch đột nhiên nổ tung, một đạo ánh đỏ từ bên trong thoát ra, tiến vào Trác Phàm thể nội. Trác Phàm ngưng thần xem. Chỉ thấy một cái giống như tay cỡ bàn tay màu đỏ trẻ sơ sinh lúc này đang lẳng lặng nằm tại hắn bên trong đan điền. Giống như cảm nhận được Trác Phàm thần thức xem, trẻ sơ sinh mở mắt liếc hắn một cái về sau, lại ngủ an tĩnh. Đây là bản mệnh huyết anh. Trác Phàm không khống chế được ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tiếp lấy liền cao hứng nhảy dựng lên. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, thế mà là dễ dàng như vậy thì tu luyện thành bản mệnh huyết anh. Bất quá hắn tuy nhiên thành công, nhưng dù sao mất máu quá nhiều. Vừa mới đứng lên liền dưới chân mềm nhũn, lại không tự chủ được ngã nhào trên đất, nhưng là trên mặt hắn vẫn như cũ treo nụ cười hưng phấn. Đã có bản mệnh huyết anh, vậy kế tiếp muốn tu luyện vũ kỹ liền quyết định. Huyết ảnh trưởng, phàm giai trung cấp vũ kỹ, nhất trưởng đánh ra, tất khiến địch nhân huyết khí đại thịnh, gân mạch nghịch loạn, vô chiêu cái chi lực. Lại thêm huyết anh tương trợ. Chúng trưởng người tinh huyết đều tổn hại, cực kỳ âm hiểm ngoan độc. Nó tuy thuộc phàm giai trung cấp vũ kỹ, nhưng uy lực so với bình thường phàm giai cao cấp vũ kỹ tới nói, lại là chỉ có hơn chứ không kém. Sau 10 ngày, theo kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, Trác Phàm từ trong nhà đi tới, hồng quang đầy mặt. Một mực ngồi tại cửa ra vào thay hắn đem cửa bàng thống lĩnh lập tức đứng lên, xoa xoa tràn ngập tơ máu hai mắt, đi vào trước mặt hắn. Ngươi làm sao hiện tại mới ra ngoài, thái phủ bên kia sớm liền có người tới hối thúc. Nhìn lấy 10 ngày chưa chợp mắt lão bàng, Trác Phàm cười cười nói, lão bàng, vất vả ngươi. Này, vì huynh đệ có cái gì vất vả, chỉ là không thể để tiểu thư thiếu gia bọn họ chờ đến quá mau. Thế nào, ngươi không kỳ quái ta này 10 ngày ở bên trong làm gì sao? Đó là ngươi sự tình, ngươi muốn kiện ta lời nói, tự nhiên sẽ nói. Bàng thống lĩnh thờ ơ khoát khoát tay, tiếp lấy liền lập tức lôi kéo Trác Phàm hướng thái phủ đi đến. Nhìn lấy cái này thô kệch hán tử nhất cử nhất động, Trác Phàm trong lòng không nhịn được có chút cảm động. Tuy nhiên lão bàng cùng hắn ở chung thời gian không dài, nhưng lại đối với hắn giao phó tín nhiệm vô điều kiện. Cái này tại hắn kiếp trước một đường tu luyện tới ma hoàng cảnh lúc, đều là chưa bao giờ từng gặp phải. Nửa canh giờ về sau,
Bàng thống lĩnh mang theo Trác Phàm đi vào một gian khí thế dồi dào trước cửa phủ, phía trên tấm biển viết hai cái kim quang lóng lánh chữ lớn, Thái Phủ. Nhưng, đứng đắn hai người muốn đi vào trong phủ lúc, hai cái thủ vệ lại là đem bọn hắn ngăn lại. Đứng lại, các ngươi là ai, gan dám xông vào Thái Phủ. Bàng thống lĩnh ôm quyền, cười cười nói, ha ha ha. Tại hạ là Quy Vân Trang Lạc gia hộ vệ thống lĩnh Bàng Vũ, vị này là Lạc gia quản gia Trác Phàm, thiếu gia nhà ta tiểu thư chính tại quý phủ làm khách. Nghe được lời này, Trác Phàm không nhịn được sững sờ, kỳ quái nhìn về phía Bàng thống lĩnh, hắn lúc nào biến thành Lạc gia quản gia. Như là minh bạch hắn tâm lý suy nghĩ, Bàng Vũ vụng trộm ghé vào lỗ tai hắn nói, 8 ngày trước thái gia người tới nói ngươi là Lạc gia quản gia, đoán chừng là tiểu thư như thế giới thiệu. Chúc mừng ngươi, Trác huynh đệ, hắc hắc hắc. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm không nhịn được liên tục cười khổ. Hắn cũng không muốn làm cái gì Lạc gia quản gia, hắn chỉ muốn đem cái này 2 tỷ đệ bình an giao phó cho thái gia, trừ bỏ tâm ma sau liền rời đi. Hắn đường đường ma hoàng, làm sao có thể cho một cái gia tộc nhỏ yếu làm quản gia. Bất quá, hắn chướng mắt Lạc gia, cái này thái phủ thủ vệ như là cũng chướng mắt Lạc gia. Liếc mắt liếc một cái hai người, cái kia hai cái thủ vệ tất cả đều lộ ra vẻ khinh miệt, hừ, lại tới hai cái hết ăn lại uống. Ha ha, ngươi làm sao nói đây? Bàng thống lĩnh giận dữ, muốn tiến lên lý luận một phen, nhưng lại bị Trác Phàm kéo lại, trực tiếp hướng thái trong phủ đi đến. Bàng thống lĩnh không hiểu nhìn về phía Trác Phàm, ngươi kéo ta làm gì? Trác Phàm không hề nói gì, chính là mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc. Bọn hạ nhân thái độ khắp nơi theo chủ tử có quan hệ, ngươi cùng bọn hắn có gì có thể nói? Bọn họ hiện tại muốn làm hay là ngựa phía trên tìm tới Lạc Vân Thường bọn họ, làm rõ ràng sự việc tình huống, có lẽ thái phủ đã không phải là hắn phó thác mảnh đất. Rất nhanh, tại đối thái phủ hạ nhân hỏi thăm dưới, Trác Phàm hai người tới Lạc Vân Thường 2 tỷ đệ chỗ ở. Nhìn lấy cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi, liền bọn họ đặt chân khách sạn cũng không bằng địa phương, Bàng thống lĩnh không nhịn được giận tím mặt, nổi giận nói, thái gia sao có thể như thế đối đãi thiếu gia tiểu thư, liền tối thiểu đãi khách chi đạo đều không có. Đâu chỉ không có, quả thực coi bọn họ là hạ nhân đối đãi. Trác Phàm trong lòng cũng là sinh ra tia vẻ tức giận, ngược lại không phải vì cái này 2 tỷ đệ bênh vực kẻ yếu, chính là uổng phí hắn một phen tâm tư. Vào xem. Trác Phàm trầm mặt tiến vào cái kia chỗ phòng, Bàng thống lĩnh vội vàng đuổi theo. Nhưng khi bọn họ tiến vào trong phòng lúc, lại chỉ thấy được Lạc Vân Hải một người tịch mịch ngồi tại cạnh giường, hai mắt ngốc trệ, rốt cuộc không có trước kia hoạt bát cùng phách lối. Mà trong phòng cảnh tượng cũng rất đơn giản, chỉ có một chương phá cái bàn cùng phá ghế. Bàng thống lĩnh thấy tình cảnh này, hổ trong mắt không nhịn được nổi lên nước mắt, thiếu gia, ngài đừng khổ sở. Tiểu tử, tỷ tỷ ngươi đây, Trác Phàm không có nhiều như vậy lòng thông cảm, trực tiếp làm mà hỏi thăm. Giống như bị Trác Phàm đánh mấy trận, ở trong lòng lưu lại ám ảnh. Nguyên bản ngốc trệ Lạc Vân Hải, nghe đến hắn âm thanh, thế mà thình lình đánh cái run rẩy, tỉnh táo lại. Nhìn lấy tản ra nộ khí Trác Phàm, Lạc Vân Hải ấp úng mà nói, tỷ tỷ hắn đi tìm tỷ. Ách, Thái công tử, cầu hắn giúp đỡ trọng kiến Quy Vân Trang. Đều thái độ này. Còn cầu cái gì cầu, chính là tự lấy nhục mà thôi. Đi, mang ta đi tìm tỷ tỷ ngươi. Trác Phàm một tay lấy Lạc Vân Hải kéo xuống giường, thái độ rất hận địa nói. Bàng thống lĩnh ở một bên khẩn trương, muốn ngăn cản Trác Phàm lỗ mãng hành động, nào có hạ nhân như thế đối đãi chủ tử. Nhưng là, Trác Phàm như là trời sinh có một cỗ uy hiếp lực, tại hắn nổi giận thời điểm, bàng thống lĩnh thế mà không có chút nào đảm lượng dám đi tiếp xúc hắn mi đầu. Kết quả là, Lạc Vân Hải nơm nớp lo sợ ở phía trước dẫn đường, Trác Phàm thì là ở phía sau áp giải, trong rừng cây một màn thế mà xuất hiện lần nữa. Bàng thống lĩnh ở phía sau theo sát hai người, thấy có chút hoảng hốt, đây rốt cuộc ai là chủ tử a? Một vũng bích lục bên dòng suối nhỏ, một vị tướng mạo tuấn tú công tử chính bồi tiếp một vị mặc áo đỏ đáng yêu nữ tử chơi đùa. Hai người lẫn nhau truy đuổi, tiếng cười vui vang vọng tại vắng vẻ trên mặt hồ. Lạc Vân Thường nhìn qua hai người liếc mắt đưa tình dáng người, trong lòng không khỏi có chút bi thương. Nhưng là vì trọng trấn gia tộc, vẫn là kiên trì đi lên, hiếu đình ca. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống, cái kia thanh tú công tử lạnh lùng liếc Lạc Vân Thường một cái nói,
Lạc Vân Thường, ta đã theo ngươi nói rất rõ. Từ nay về sau, ta theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào, trong mắt ta chỉ có Vũ Phi muội muội một người. Đúng vậy a, thức thời thì cút nhanh lên, Hiếu Đình ca đã sớm không thích ngươi. Cái kia nữ tử áo đỏ nhấc trợn mắt, cười nhạo nhìn về phía nàng. Hung hăng cắn cắn miệng môi, Lạc Vân Thường trong mắt bịt kín một tầng vũ khí. Hắn hiện tại còn nhớ mang máng, năm đó Lạc Thái hai nhà kết giao lúc, song phương phụ mẫu vì bọn họ định ra thông gia từ bé. Nàng cùng Thái Hiếu Đình cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, hai người thề non hẹn biển, chung thân không bỏ. Cho nên, tại Lạc gia gặp nạn lúc, nàng cái thứ nhất nghĩ đến cũng là tìm nơi nương tựa vị này vị hôn phu. Nhưng là, khiến người ta không nghĩ tới là, mang theo đệ đệ đi vào Thái gia nàng, lại là liên tục gặp ghét bỏ. Mà lại, Thái Hiếu Đình bên người càng là thêm một cái hung hăng bá đạo tôn nhà tiểu thư, Tôn Vũ Phi. Kể từ lúc đó, nàng liền minh bạch, nàng đã lại không có khả năng gả vào Thái gia. Nhưng là vì trọng trấn gia tộc, nàng hay là hy vọng Thái gia có thể xem ở trước kia hai nhà phân tình phía trên, trợ Lạc gia một chút sức lực. Nhưng là người nào lại từng muốn, chủ nhà họ Thái Thái Vinh đối với cái này lại là dị thường lạnh lùng, không có chút nào xuất thủ chi ý. Hắn cùng đệ đệ tại Thái gia trú lưu 10 ngày, chính là vì có thể được đến Thái gia trợ giúp, gặp Thái Vinh không để ý tới, nàng đành phải đi cầu trợ Thái Hiếu Đình. Hiếu Đình ca, ta không yêu cầu xa vời ngươi có thể thực hiện năm đó hôn ước, chính là hy vọng ngươi có thể thuyết phục bá phụ, xem ở hai nhà trước kia kết giao phân thượng, giúp Lạc gia một thanh. Việc này không liên quan gì tới ta, ngươi theo cha ta nói đi. Thái Hiếu Đình vung phất ống tay áo, lạnh lùng nói. Phốc, Lạc Vân Thường quỳ xuống đến, hai hàng thanh lệ chảy ra không ngừng xuống. Hiếu Đình ca, nếu là ngươi không đáp ứng, Vân Thường ngày hôm nay thì quỳ chết ở chỗ này. Thật sâu liếc nhìn hắn một mắt, Thái Hiếu Đình mi đầu không nhịn được nhăn nhăn, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Nhưng, đúng lúc này, ba một tiếng vang giòn, Tôn Vũ Phi đã là đứng tại giữa hai người, một bàn tay đánh vào Lạc Vân Thường mềm mại trên gương mặt xinh đẹp. Cường đại trùng kích lực làm nàng không khỏi ngửa về sau một cái, một vệt máu rõ ràng treo ở miệng nàng một bên. Hừ, tiện nữ nhân, Thái Hiếu Đình là ta người, người về sau cách xa hắn một chút. Tôn Vũ Phi mắt phượng hàm sát nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy lại quay người nhìn về phía Thái Hiếu Đình, quát lên, người về sau cách nữ nhân này xa một chút, nếu để cho ta phát hiện ngươi cùng hắn còn có quan hệ gì, ta tuyệt không buông tha ngươi. Thân thể không biết sao run run, Thái Hiếu Đình liền vội vàng gật đầu, thề nói, Vũ Phi, người yên tâm, trong lòng ta chỉ có ngươi, hắn nữ nhân trong mắt ta cũng chỉ là cặn bã mà thôi. Thái Hiếu Đình trong mắt tản ra chân thành ánh sáng, nhìn về phía Tôn Vũ Phi ánh mắt giống như một cái chó sủ bàn dịu dàng ngoan ngoãn. Tôn Vũ Phi hài lòng gật đầu, Lạc Vân Thường lại là trước mắt một mảnh cho tàn màu sắc. Nàng minh bạch, trong nội tâm nàng duy nhất hy vọng cũng hoàn toàn biến mất. Bạch, bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh lóe qua, tiếp lấy chính là ba ba hai tiếng vang dội tiếng bạt tai. Tôn Vũ Phi cùng Thái Hiếu Đình hai người còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, trên mặt bọn họ đã là in lên hai cái đỏ tươi dấu bàn tay. Trác Phàm đứng tại Lạc Vân Thường trước người, đầy mặt âm trầm trừng mắt hai người, một đôi gian phu dâm phụ, dám phá hỏng lão tử đại sự. Ngươi là ai? Tôn Vũ Phi cùng Thái Hiếu Đình nhìn lấy người trước mắt. Cảm thấy cùng nhau kinh hãi. Bọn họ đều là Phong Lâm Thành trong thiên tài con cháu, tụ khí cảnh lấy trên cao thủ, người đồng lứa bên trong không người có thể so sánh. Nhưng là Trác Phàm nhìn qua cùng tuổi bọn họ tương tự, nhưng là tốc độ xuất thủ lại là nhanh kinh người, bọn họ thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền bị hắn liền hô hai bàn tay. Cái này khu vực, lúc nào ra nhân vật như vậy? Lúc này, Bàng thống lĩnh cùng Lạc Vân Hải cũng từ phía sau đuổi đi lên, đem trên mặt đất Lạc Vân Thường đỡ dậy. Nhìn lấy phía trước đạo kia gầy gò bóng người, bàng thống lĩnh trong lòng kinh ngạc so với hai người kia càng sâu. Tuy nhiên hắn là tụ khí cảnh tứ trọng cao thủ, mà Thái Hiếu Đình là tụ khí tam trọng cảnh, nhưng hắn dù sao cũng là hạ nhân, tu luyện công pháp vũ kỹ lại có thể nào theo thế gia tử đệ đánh đồng. Cho nên nếu là chân chính động thủ đọ sức, hắn chưa hẳn có thể thắng được Thái Hiếu Đình. Nhưng là, chính là như vậy thế gia tử đệ, cũng là bị Trác Phàm dễ dàng phiến một bàn tay, không có chút nào né tránh chi lực.
Nghĩ đến lúc trước Trác Phàm tại trong rừng cây chỗ bày ra thực lực, Bàng thống lĩnh thật là khó có thể tưởng tượng hắn là như thế nào tại như thế trong thời gian ngắn trở nên cường đại như vậy. Không để ý đến hai người kia chất vấn cùng Bàng thống lĩnh kinh ngạc ánh mắt, Trác Phàm quay đầu nhìn một chút nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu Lạc Vân Thường, không lý do trong lòng lại sẽ sinh ra từng tia đau đớn. Đáng chết tâm ma, Trác Phàm cắn răng nghiến lợi nói. Hắn tâm lý minh bạch, lấy hắn ma hoàng cảnh tính cách, sớm đã nhìn thấu thế gian hết thảy khó khăn, như thế nào lại vì một tiểu nha đầu chịu nhục mà đau lòng đây. Vậy chỉ có thể quy kết làm là cỗ thân thể này chủ nhân trước, đang làm chủ tử thương tâm phẫn nộ. Ai, nhìn lấy lão tử phải có một đoạn thời gian rất dài, theo cái này Lạc gia dây dưa không nghỉ. Trác Phàm trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đưa tay thay Lạc Vân Thường lau khô nước mắt, thản nhiên nói, chúng ta đi. Dương mắt nhìn xem Trác Phàm, Lạc Vân Thường khẽ gật đầu, loại tình huống này, bọn họ tại Thái gia cũng không có gì tốt ngốc. Sau đó nàng ôm lấy mặt mũi tràn đầy sầu khổ Lạc Vân Hải, tại Bàng thống lĩnh nâng đỡ đi ra ngoài. Hừ, đánh người liền muốn đi, không có tiện nghi như vậy. Đột nhiên, Tôn Vũ Phi một tiếng yêu kiều, cản bọn họ lại đường đi, Thái Hiếu Đình thấy tình thế cũng vội vàng nói giúp vào, Lạc Vân Thường, người coi nơi này địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lạc Vân Thường thấy thế, tràn đầy bi phẫn, song quyền chưa phát giác chăm chú. Nàng hiện tại thật rất hối hận vì sao muốn tới nhập bọn Thái gia. Mặt đối với hai người hùng hổ dọa người, lại là tại người ta địa bàn, nàng chỉ cảm thấy tràn đầy phẫn nộ đều không thể phát tiết. Nếu là một mình nàng, nàng tình nguyện ngọc đá cùng vỡ, cũng muốn bảo trụ tôn nghiêm, nhưng là bên người nàng còn có đệ đệ. Nếu là hắn xảy ra chuyện, nàng vô luận như thế nào đều không mặt gặp phía dưới cửu tuyển phụ mẫu. Ngươi, các ngươi muốn như thế nào? Lạc Vân Thường run rẩy thanh âm nói. Hừ, rất đơn giản, các ngươi mọi người quỳ xuống đến cho chúng ta dập đầu ba cái, liền có thể rời đi, nếu không. Tôn Vũ Phi giữ tợn cười một tiếng, ngón tay Trác Phàm đạo, riêng là hắn. Hung hăng khẽ cắn môi, Bàng thống lĩnh hai mắt đỏ thẫm, hận không thể xông đi lên theo hai người này liều mạng, đây cũng quá khi dễ người. Lạc Vân Thường do dự một lát, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hai đầu gối chậm rãi hướng phía dưới chỗ ngoặt đi. Đều quỳ xuống. Tất cả mọi người có thể nghe đến, Lạc Vân Thường tiếng nói bên trong đã mang lên giọng nghẹn ngào. Tôn Vũ Phi thì là cao ngạo ngẩng lên ngẩng đầu, lộ ra nụ cười đắc ý. Đụng. Nhưng, Lạc Vân Thường bọn người còn chưa quỳ xuống, nương theo lấy một tiếng kêu gào, Tôn Vũ Phi cùng Thái Hiếu Đình hai người cũng đã dẫn đầu quỳ rạp xuống đất. Bất quá, cùng nói là quỳ. Không bằng nói là dùng đầu gối rơi trên mặt đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.